Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 67. Đàm Thành Nghĩa, một cái mất tích đã nhiều năm, thậm chí đều đã bị rất nhiều người cho rằng đã tử vong nam nhân, một lần nữa đã trở về. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là về đến nhà, gặp được thê tử của chính mình Vu Sầm. Lão bà, Đàm Thành Nghĩa kích động đi hướng thê tử của chính mình, vốn tưởng rằng thê tử cũng sẽ kích động ôm hắn, hướng hắn nói hết. Nhưng người nào từng muốn đến, Vu Sầm cứ như vậy ngây ngốc ngồi, mặt không chút thay đổi. Đây không phải là một người bình thường sẽ có biểu tình. Đàm Thành Nghĩa một cái liền nhìn ra vấn đề, hỏi bên cạnh hầu hạ người hầu, lão bà của ta đây là thế nào? Người hầu hoảng hoảng trương trương giải thích, phu nhân nàng bởi vì cậu ấm chuyện tự sát, thương tâm quá độ, mất đi thần trí rồi. Ý tứ nói đúng là, Vu Sầm hắn hiện tại đã biến thành một cái kẻ ngu si. Đàm Thành Nghĩa khó mà tin được loại chuyện như vậy phát sinh, chính mình mất đi con trai không nói, ngay cả thê tử cũng. Lão bà, Đàm Thành Nghĩa một lần lại một lần gọi, nhưng Vu Sầm chính là không có chút nào phản ứng. Người không có chết, nhưng là lại đã không có phản ứng. Nàng đã thành kẻ ngu si. Đàm Thành Nghĩa đem Vu Sầm ôm vào trong ngực, hai mắt màu đỏ tươi, cắn răng nói rằng, Giang Sách, ngươi làm hại nhà của ta phá người vong. Ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Vung tay lên, đối thủ của hắn hạ nhân nói rằng, chuẩn bị cho ta ít đồ, ta muốn tự mình đi một chuyến Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, gặp lại cái này Giang Sách. Vào giờ phút này Giang Sách, đang ở Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bên trong phòng họp, cùng Triệu Gia, người của Khương Gia gặp. Triệu Gia Triệu Hải Nhân, đủ mây mí, Khương Gia Khương Lị, Văn Vân Chi, toàn bộ bộ đô đến đông đủ, những thứ này. Toàn bộ bộ đô là ở kinh thành thân phận hiển hách đại nhân vật, từng cái lấy ra đều chạm tay có thể bỏng. Một vòng người sau khi ngồi xuống, Giang Sách chủ động mở miệng nói, Đàm gia đêm qua xảy ra một đại sự, tin tưởng mọi người cũng đều biết, Đàm Quốc Đống tự sát thân vong, thuận tiện mang đi Đàm gia một cái phân bộ. Mọi người nhìn nhau, cũng không có nói. Bọn họ đương nhiên đều biết có chuyện như thế, thế nhưng, bọn họ không có phương tiện phát biểu ý kiến. Bởi vì mỗi người đều ở đây nói, Đàm Quốc Đống là vì bảo toàn Giang Sách mà chết. Giang Sách cùng Đàm Quốc Đống, cái này một đôi cũng không biết có tính không là huynh đệ của huynh đệ, coi như là kết một phần cảm tình. Giang Sách tiếp tục nói, bây giờ là Đàm gia suy yếu nhất thời điểm, cũng là chúng ta bắt Đàm gia cơ hội thích hợp nhất. Ba chúng ta phương liên hợp, Khương gia, Triệu gia hai phương diện tiếp tục thâm nhập sâu Đàm gia địa bàn, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng phụ trách hiệp trợ hỗ trợ. Tam phương tầm ăn lên Đàm gia, trong một tháng, muốn Đàm gia từ kinh thành tiêu thất. Một tháng, đây không khỏi cũng quá hấp tấp. Đàm gia dù nói thế nào, cũng là nhất đẳng đại gia tộc, một tháng sẽ nhân ra tiêu thất, yêu cầu như vậy không khỏi có điểm cao. Đủ mây Mỹ nói rằng, Giang Đồng, người có phải hay không có điểm nóng vội rồi. Giang Sách lắc đầu, không phải, ta đối với mình đang làm cái gì có rõ ràng nhận thức. Nếu như chúng ta không thể thừa dịp một lần này cơ hội bắt Đàm gia, vậy chờ Đàm gia khôi phục lại, còn muốn giải quyết nó, liền thực sự quá khó khăn. Ở đây mọi người nhìn nhau. Quả thực, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, là Đàm Quốc Đống phục dụng chế tạo ra, không thể lãng phí. Đang lúc bọn hắn vừa mới chuẩn bị thương lượng muốn thế nào cùng Đàm gia so chiêu thời điểm, môn đẩy ra, Mầm Đồng đứng ở cửa, khẩn trương nói rằng, Giang Đồng. Có người muốn gặp ngươi. Giang Sách khẽ nhíu mày, người nào? Đàm Thành Nghĩa. Mầm Đồng nói ra được tên này, xác thực dọa mọi người tại đây giật mình, ngay cả Giang Sách trong khoảng thời gian ngắn cũng đều không có phản ứng kịp, người đàn ông này làm sao đột nhiên tự ra phát hiện. Phải biết rằng, Giang Sách một đại nhiệm vụ chính là tìm được Đàm Thành Nghĩa, đồng thời đưa hắn từ Đàm Vĩnh Cửu Thắng trong tay cho giải cứu ra, đây là hắn đã đáp ứng Đàm Quốc Đống sự tình. Có thể lại có ai có thể nghĩ đến, Đàm Thành Nghĩa cư nhiên trực tiếp liền tới tìm hắn rồi. Nói như vậy đứng lên, Giang Sách căn bản cũng không cần đi giải cứu Đàm Thành Nghĩa rồi, một nỗi lòng đã giải quyết. Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy. Khương Lị nói rằng, không đúng, Đàm Thành Nghĩa không phải ở mấy năm trước liền táng thân hỏa hải, với hắn con trai Đàm Quốc Đống một dạng tử vong phương pháp, làm sao đột nhiên liền sống lại. Đại gia cũng đều là hai mặt nhìn nhau, vô cùng không hiểu. Tuy nói mấy năm nay, vẫn luôn ở đồn đãi Đàm Thành Nghĩa là bị bí mật đóng lại,
nhưng dù sao chỉ là đồn đãi, ai cũng không đảm đương nổi thật. Khương Lị hỏi, Mầm Đồng, người xác định là Đàm Thành Nghĩa sao? Mầm Đồng nói rằng, ta cũng không nhận thức Đàm Thành Nghĩa a, là chính bản thân hắn nói như vậy, hơn nữa hắn khí thế hung hung, Giang Đồng, người mau đi ra xem một chút đi. Tốt, Giang Sách đứng dậy, có phải hay không Đàm Thành Nghĩa, đi ra ngoài xem qua sẽ biết. Hắn không biết, nhưng Triệu Hải Nhân, Khương Lị những thứ này kinh thành lão nhân nhi nhưng là biết, bọn họ cùng Đàm Thành Nghĩa là cùng một nhóm lớn lên, từ nhỏ đã nhận thức. Chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng biết là không phải Đàm Thành Nghĩa. Đi ra xem một chút. Đại gia toàn bộ đô ngồi không yên, cùng đi ra khỏi phòng họp, đi tới Thịnh Nhạc khoa kỹ năng lầu một phòng khách. Chỉ thấy một đám người đứng trong đại sảnh, trong đó dẫn đầu là một gã tướng mạo gầy gò vóc dáng cao nam tử, hắn cùng Đàm Quốc Đống giống nhau đến mấy phần, bất quá có vẻ rất già nua, gầy gò. Dù sao bị nhốt mấy năm, tình trạng cơ thể không phải quá tốt. Khi nhìn đến nam tử trong nháy mắt, Triệu Hải Nhân bọn họ toàn bộ đô hách liễu nhất đại khiêu, đây không phải là Đàm Thành Nghĩa còn có thể là ai. Triệu Hải Nhân người thứ nhất đi ra phía trước, kinh ngạc nói, Đàm Thành Nghĩa. Ngươi còn sống. Đàm Thành Nghĩa lạnh rên một tiếng, nói rằng, đương nhiên sống, ta đây chút năm chỉ là đang nuôi bệnh. Triệu Hải Nhân giơ ngón tay cái lên, ngươi thật đúng là nhịn được a, ngoại giới đều nói ngươi chết, ngươi cũng không đi ra giải thích một chút. Phải dùng tới giải thích với các ngươi sao? Đàm Thành Nghĩa giống như là ăn hỏa dược giống nhau, mỗi một câu đều vô cùng sông. Triệu Hải Nhân mặt lộ vẻ không vui. Hắn còn tưởng rằng Đàm Thành Nghĩa bởi vì chuyện của con giận chó đánh mèo Đàm Vĩnh Cửu thắng, đặc biệt tới theo chân bọn họ liên thủ, ai biết Đàm Thành Nghĩa mỗi một câu đều ở đây đối người, điều này làm cho Triệu Hải Nhân tuyệt không thoải mái. Bên cạnh Khương Lị nói rằng, Thành Nghĩa a, ta biết ngươi vừa mới mất con, tâm tình thật không tốt, nhưng ngươi không thể đem cơn tức tát đến trên đầu chúng ta a. Hơn nữa ngươi lúc này đây tới, chắc là phải cùng chúng ta hợp tác a. Tới. Chúng ta đi vào chung nói. Hợp tác. Đàm Thành Nghĩa hứ một ngụm, nói rằng, hôm nay tới, ta là cấp cho các ngươi tiễn nhất kiện lễ vật. Nói, hắn vung tay lên, vài tên cường tráng thủ hạ mang một ngụm quan tài đi vào phòng khách. Buông. Thủ hạ đem chiếc kia đen như mực quan tài bày ở trong đại sảnh. Đàm Thành Nghĩa vỗ vỗ quan tài nói rằng, xin lỗi, hôm nay tới quá vội vàng chưa kịp chuẩn bị thêm, chỉ dẫn theo một ngụm quan tài. Hắn dùng tay chỉ Giang Sách, cái này quan tài là cho Giang Sách ngươi chuẩn bị. Sau đó, hắn nhìn chung quanh mọi người, tàn bạo nói rằng, bất quá các ngươi yên tâm, tại chỗ có một vị coi là một vị, ta toàn bộ đô sẽ cho các ngươi an bài xong quan tài, cam đoan sẽ không để cho các ngươi chết chưa địa phương ngủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đàm Thành Nghĩa lời nói để ở chàng tất cả mọi người mộng ép, cái này nói lời gì? Bọn họ vừa mới vẫn còn ở thương lượng muốn thế nào cho Đàm Quốc Đống báo thù, làm sao Đàm Thành Nghĩa chẳng phân biệt được tốt xấu, đi lên liền kêu đánh tiếng kêu giết, uống lộn thuốc chứ. Triệu Hải Nhân người thứ nhất đứng ra mắng, Đàm Thành Nghĩa, người thật đem mình làm căn thông a. Trả cho chúng ta mỗi người một ngụm quan tài, ha ha, theo ta thấy, người chính là cho người chính mình chuẩn bị một ngụm a. Miễn cho đến lúc đó chết chưa địa phương thả. Giang Sách nhanh lên đứng dậy. Ngăn cản mắng chiến đấu tiến thêm một bước thăng cấp. Bọn họ chắc là chiến hữu mới đúng, lúc này làm sao người một nhà cùng người một nhà ngược lại mắng lên. Không thích hợp, không hợp tình lý. Giang Sách đối với Đàm Thành Nghĩa nói rằng, Đàm thúc thúc, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Đàm Thành Nghĩa ha hả cười nhạt, thúc thúc, chớ cùng ta đây lôi kéo làm quen. Giang Sách, người hại chết con ta, bút chướng này, ta sẽ tính với người rõ ràng. Người chờ ta. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Này cũng chỗ cùng chỗ. Hiểu lầm, nhất định là có hiểu lầm. Ước đoán Đàm Thành Nghĩa là bị Đàm Vĩnh Thắng cho lừa gạt, bằng không không có khả năng nói lời như vậy. Khương Lô Ly người thứ nhất nói rằng, Thành Nghĩa, Quốc Đống chết cùng Giang Đồng không có bất cứ quan hệ gì, hắn là bị Đàm Vĩnh Thắng hại chết a. Ngươi nên đi tìm Đàm Vĩnh Thắng báo thù mới đúng, làm sao có thể tìm Giang Đồng. Đàm Thành Nghĩa nói rằng, bớt đi bộ này, các ngươi nói Quốc Đống bị ba ta giết chết, dựa vào cái gì, lý do là cái gì, Quốc Đống là của hắn cháu trai ruột,
hắn tại sao muốn giết cháu trai ruột của mình? Hơn nữa, các ngươi bây giờ liên hợp cùng một chỗ làm cái gì? Không phải là muốn đưa chúng ta Đàm gia vào chỗ chết sao? Còn không thấy ngại ở chỗ này theo ta hát tuồng, ta nhổ vào. Mọi người triệt để hết chỗ nói rồi. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Đàm Thành Nghĩa không phải dễ dàng như vậy xung động, như thế người không có đầu óc à. Tương phản, từ nhỏ đến lớn, Đàm Thành Nghĩa vẫn luôn là thông minh tượng trưng. Trước đây lúc đi học, Khương Lô Ly, Triệu Hải Thành không ít lấy ra cùng Đàm Thành Nghĩa tương đối, hai người bọn họ đều kém Đàm Thành Nghĩa một mảng lớn, làm sao ngày hôm nay Đàm Thành Nghĩa lại biểu hiện như thằng bé con tử giống nhau. Ngây thơ nực cười. Ai, đoán chừng là mất con đau đớn, làm cho hắn triệt để bị lạc a. Đàm Thành Nghĩa không nói gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại chiếc kia đen như mực quan tài lớn. Trong đại sảnh, Giang Sách đám người toàn bộ đều rất xấu hổ. Nguyên bản bằng lòng Đàm Quốc Đống, phải cứu ra Đàm Thành Nghĩa, nhưng bây giờ cùng Đàm Thành Nghĩa trở thành đối thủ một mất một còn, đề thi khó này muốn thế nào giải khai. Quá khó khăn. Triệu Hải Nhân khoát tay áo, thực sự là nhức đầu, quên đi, ta đi về trước, tiếp tục đem tiết mục làm, trước cho Đàm ra thêm chút trận. Hắn cùng Đủ Mây Mỹ lựa chọn tạm thời ly khai. Khương Lô Ly đi tới vỗ vỗ Giang Sách bả vai, an ủi, yên tâm đi, ta sẽ vẫn đứng ở ngươi bên này. Mặc dù Đàm Thành Nghĩa như vậy hồ đồ, chúng ta cũng hầu như có thể tìm tới biện pháp làm cho hắn hiểu được, kỳ thực chúng ta mới là người tốt. Sau đó, Khương Lô Ly cùng Văn Vân Chi cũng ly khai. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Giang Sách cùng Miêu Đồng hai người. Miêu Đồng nhìn một chút Giang Sách, lại nhìn một chút chiếc kia quan tài, bĩu môi nói rằng, thực sự là tức chết ta. Giang Đồng ngươi như thế tận tâm tận lực muốn cứu ra Đàm Thành Nghĩa, kết quả hắn chẳng những không phải cảm ơn, còn lấy oán trả ơn. Giang Sách lại lắc đầu, nói rằng, Đàm Quốc Đống dù sao cũng là cho ta mà chết. Đàm Thành Nghĩa có thể bị gây xích mích mới có thể như vậy. Sai không ở hắn, ở Đàm Vĩnh Thắng. Miêu Đồng không tình nguyện nói rằng, Giang Đồng, đều lúc này, người còn vì tên khốn kia nói, người thật là quá thiện lương. Quay đầu lại, nàng xem liếc mắt đen như mực quan tài, chứng kiến cái này quan tài liền ác tâm, quá điểm xấu rồi, ta hiện tại liền sắp xếp người đem nó cho dọn đi. Dọn đi. Các loại. Giang Sách đi tới chiếc kia quan tài trước. Tự tay vỗ vỗ, một bên vòng quanh quan tài đi, vừa suy tính vừa mới Đàm Thành Nghĩa nói những lời này. Sau đó, hắn tự tay đem quan tài đẩy ra một chút. Giang Đồng, ngươi làm cái gì? Tùy tiện nhìn. Giang Sách đem che triệt để mở ra, bên trong rỗng tuếch, là một ngụm không quan tài. Giang Sách khẽ nhíu mày. Sau đó, hắn ngay trước Miêu Đồng, dĩ nhiên xoay người nằm đi vào. Miêu Đồng sợ hãi. Giang Đồng, người không sẽ là bị Đàm Thành Nghĩa giảm xuống đầu a? Sao được vì quái dị như vậy a? Giang Sách cười khổ một tiếng, nói rằng, không muốn tại nơi nói bậy, tới, giúp ta đem quan tài cho đắp lên. Cái gì? Đắp lên? A hát. Bất đắc dĩ, Miêu Đồng chỉ phải dựa theo Giang Sách nói đi làm, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, rốt cục đem chiếc kia quan tài cho đậy lại. Giang Sách cứ như vậy yên lặng nằm trong quan tài. Ở trên nắp quan tài sau đó, tối như mực một mảnh. Hắn nằm vài giây, đưa tay sờ một cái quan tài che nội chắc, nhíu mày, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra mở đèn quang, chiếu xạ ở nắp quan tài nội chắc trên. Trong nháy mắt, Giang Sách trên mặt của lộ ra nụ cười. Cái này quan tài, đưa tốt. Sau đó, Giang Sách lại để cho Miêu Đồng đẩy ra nắp quan tài, từ bên trong xoay người đi ra. Hắn dặn dò, gọi người đem quan tài mang lên phòng làm việc của ta bên trong. Không phải đâu, Giang Đồng, người điên rồi sao? Chiếu ta nói làm. Nói xong, Giang Sách cũng không quay đầu lại ly khai, như là đi xử lý cái gì tình huống khẩn cấp. Miêu Đồng nhún vai, chỉ phải sắp xếp người đi đánh quan tài. Thật không biết Giang Đồng là thế nào nghĩ, ai? Đàm gia biệt thự. Đàm Vĩnh Thắng ngồi ở trên ghế salon. Lão quản gia vội vã đi đến, mặt mày hớn hở nói, lão gia, tin tức tốt. Tin tức tốt gì a? Đàm Thành Nghĩa hắn đi tìm Giang Sách tính sổ. A hát, Đàm Vĩnh Thắng hỏi, tính thế nào sổ sách a? Dẫn người lên trên môn đánh lộn. Đây cũng không phải, lão quản gia nói rằng,
Đàm Thành Nghĩa cho Giang Sách tặng một ngụm quan tài, còn cùng Triệu Hải Nhân, Khương Lô Ly bọn họ chửi ầm lên, lúc này đây thật là muốn làm đỡ. Đàm Vĩnh Thắng lại hỏi, vậy hắn có phát hiện hay không với Sầm có chuyện? Lão quản gia như nói thật nói, đây cũng là không có, chúng ta làm rất sạch sẽ, không có cho hắn bất luận phát hiện gì cơ hội. Ân, không sai. Hai người bọn họ đang thương lượng lấy bước kế tiếp kế hoạch, đã có người tới thông truyền, Đàm Thành Nghĩa tới. Tới thật là nhanh. Đàm Vĩnh Thắng đứng dậy đi ra ngoài, vừa lúc gặp được đâm đầu đi tới Đàm Thành Nghĩa. Thành Nghĩa à, người tìm đến ta có chuyện gì không? Ta muốn người hỗ trợ. Đàm Thành Nghĩa trả lời tương đương ngắn gọn. Có thể, muốn ta thế nào giúp ngươi? Ta muốn ngươi dùng tiền đi thu mua Triệu gia trại nam, tốt thanh âm hai ngăn hồ sơ tiết mục người chế tác, mặc kệ bao nhiêu tiền, đập. Đàm Vĩnh Thắng nhíu nhíu mày, cái này người chế tác ta biết, kỳ thực trình độ thông thường a, phải dùng tới sao? Đàm Thành Nghĩa cười lạnh nói, trình độ bao nhiêu không trọng yếu, ta muốn, là một cái tiến công tín hiệu, nói cho bọn hắn biết Triệu gia. Chúng ta Đàm gia không phải dễ trêu. Tốt, ta đây ủng hộ ngươi. Đàm Vĩnh Thắng vung tay lên, quản gia, lập tức thông chi một chút đi, dùng tiền đập tiết mục người chế tác, mặc kệ đối phương muốn bao nhiêu, toàn bộ thỏa mãn. Là, lão quản gia nhanh đi làm. Đàm Thành Nghĩa xoay người rời đi, sự tình nói xong, hắn đối với Đàm Vĩnh Thắng phi thường chán ghét, nhất khắc cũng không muốn với hắn ở lâu. Đàm Vĩnh Thắng nắm chặt nắm tay. Nhìn Đàm Thành Nghĩa bóng lưng, tự lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi bây giờ rất được nước đúng vậy. Đừng quên, sự tự do của ngươi đều là ta đưa cho ngươi. Chờ ngươi giúp ta giải quyết hết Giang Sách, nghênh tiếp ngươi, sẽ là vĩnh cửu an nghỉ, với ngươi con trai bảo bối Đàm Quốc Đống đi trong lòng đất gặp mặt a. Làm một người cha, Đàm Vĩnh Thắng có thể độc ác đến nước này, cũng là không có người nào. Thịnh Vui Khoa Học Kỹ Thuật. Chiếc kia đen như mực quan tài rời tiến đến, Giang Sách nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc. Không bao lâu, Cừu Trắng vội vã đi đến. Căn cứ Giang Sách bộ thự, Cừu Trắng phụ trách cùng Triệu gia tiếp xúc, Bình Nước phụ trách cùng Khương gia tiếp xúc, Mầm Đồng phụ trách Thịnh Vui Khoa Học Kỹ Thuật nội bộ công việc. Bây giờ nhìn Cừu Trắng gấp như vậy dáng vẻ, nhất định là Triệu gia bên kia xảy ra tình huống. Quả nhiên, tựa như Giang Sách tưởng tượng như vậy. Cừu Trắng đi tới nói rằng, thống suất, có tình huống. Nói, Đàm Thành Nghĩa, hắn bỏ ra nhiều tiền cường đào chạy nam, tốt thanh âm người chế tác. Ân, kỳ thực cái kia người chế tác trình độ cũng chính là trên trung bình du, cũng không phải là đứng đầu. Nhưng vấn đề là, nếu như người này bị đào đi, Triệu gia mặt đặt ở nơi nào? Hơn nữa, na người chế tác trông coi hai ngăn hồ sơ tiết mục đại lượng tin tức, đem hắn để cho đối thủ. Nguy hại cực đại. Quyết không thể thả. Đang nói, Triệu Hải Nhân gọi điện thoại tới, nói cũng phải đồng nhất sự kiện. Cuối cùng, Triệu Hải Nhân hỏi, Giang Sách, ngươi cho cầm một chủ ý, cái này người chế tác thả phải không thả a? Giang Sách trả lời bốn chữ, kiên quyết không thả. Vậy được, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều muốn đem cái này người chế tác lưu lại. Nói xong, Triệu Hải Nhân cúp điện thoại. Kế tiếp trong vòng một canh giờ. Phân phối không ngừng. Ngoại trừ người chế tác ở ngoài, hai ngăn hồ sơ tiết mục đại lượng nhân viên công tác, thậm chí bao gồm diễn viên, đều bị Đàm gia mạnh mẽ hoạt giác, Triệu gia mệt mỏi ứng phó. Giang Sách cũng tham dự hỗ trợ, liên hợp Triệu gia cùng nhau đem những người đó đều lưu lại. So với tiền, vậy hay là Đàm gia càng giàu có? Đàm Thành Nghĩa vừa ra tới hay dùng tiền tới đập, cũng coi là cho rồi bọn họ một hạ mã uy. Cuối cùng mặc dù một cái đều đào không đến, cũng ác ngoan chán ghét Giang Sách, Triệu Hải Nhân bọn họ một bà. Đang ở Giang Sách mệt mỏi ứng đối thời điểm, tin tức xấu hơn truyền đến. Bình Nước vội vã chạy về, vừa đi vào phòng làm việc, câu nói đầu tiên là, thống suất, đã xảy ra chuyện. Giang Sách ngẩng đầu hỏi, thì thế nào? Bình Nước thở dài, Đàm Thành Nghĩa, đem đầy sao các tầng quản lý đều đào giống, đồng thời thành lập một cái mới công ty. Tên cứ gọi Trăng Sao Các, giá thế này, là theo Khương gia cùng thống suất ngươi đối nghịch a. A. Giang Sách dựa vào phía sau một chút, thuận tay bỏ qua trong tay màu đen bút. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tốt nhất chiều dương đông kích tây, Đàm Thành Nghĩa, có điểm đồ đạc a. Đàm Thành Nghĩa trên mặt nổi oạt giác Triệu gia tiết mục người chế tác,
gióng trống khua chiêng, rất sợ người không biết, đang ở Giang Sách cùng Triệu Hải Nhân mệt mỏi ứng đối thời điểm, Đàm Thành Nghĩa ám độ Trần Thương, len lén đem đầy sao các tầng quản lý cho đào rỗng. Đến khi Giang Sách phát hiện thời điểm, rau cúc vàng đều lạnh. Một chiêu này dương đông kích tây, chỉ đông đánh tây, quả thực khá thấy trình độ, không phải người bình thường có thể làm được đến. Có thể nói, Đàm Thành Nghĩa tỷ lệ, tuyệt đối ở Đàm Quốc đống trên. Thậm chí, không thể so cáo già Đàm Vĩnh thắng kém. Giang Sách, lại nghênh đón một cái đối thủ mạnh mẽ, không đem Đàm Thành Nghĩa giải quyết, tiêu diệt Đàm gia kế hoạch liền không còn cách nào đạt thành. Khó a. Đàm gia bên trong biệt thự, tiếng nhạc vần quanh. Đàm Vĩnh thắng mi phi sắc vũ, hưng cao thải liệt nói rằng, Thành Nghĩa a, người thật đúng là nguy, vừa lên tới thì cho Giang Sách một hạ mã uy. Biểu hiện ra là muốn cướp đoạt Triệu gia địa bàn, trên thực tế là đem Phồn Tinh Các cho dở trống, chỉ đông đánh tây, đánh Giang Sách được kêu là một cái trở tay không kịp. Thành Nghĩa, bản lĩnh của ngươi thực sự là không nhỏ. Lão quản gia cũng rất bội phục. Phải biết rằng, bọn họ trước cùng Giang Sách giao thủ mấy lần, mỗi lần đều thua, lúc này đây Đàm Thành Nghĩa thắng lợi là phi thường vốn có ý nghĩa. Chí ít chứng minh Giang Sách cũng không phải như vậy không thể chiến thắng. Đàm Vĩnh thắng giơ ly rượu lên, vui vẻ nói rằng, Thành Nghĩa a, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, chỉ cần chúng ta phụ tử đồng tâm, nhất định là có thể kỳ lợi đoạn kim. Đàm Thành Nghĩa cười ha ha, trực tiếp đem chén rượu trên bàn cho đẩy ra. Hắn lạnh lùng nói rằng, ta nói rồi, đối phó Giang Sách chỉ là vì trợ giúp quốc đống báo thù, không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa ta còn có một việc phải báo cho ngươi, mới thành lập mới Nguyệt Các, cũng không hoàn toàn thuộc về Đàm gia, ta là dùng ngươi cháu trai ruột danh nghĩa tới thành lập. Cáo già, chuyện này ngươi có thể đáp ứng không? Cháu trai ruột, Đàm quốc đống, Đàm Vĩnh thắng trong lòng cười nhạt, một cái đã chết người, làm sao có thể đối với mình hình thành uy hiếp. Đàm Thành Nghĩa làm như vậy, đơn giản chính là muốn cho Đàm quốc đống giành lại một điểm mặt, để hắn chết không khó xem. Hoàn toàn có thể, Đàm Vĩnh thắng nói rằng, người lấy quốc đống thân phận tới thành lập Tinh Nguyệt Các, ta là hoàn toàn ủng hộ. Đàm Thành Nghĩa gật đầu, đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Có cái gì có thể hối hận, đừng nói lấy quốc đống danh nghĩa thành lập Tinh Nguyệt Các rồi, coi như là quản gia chủ vị trí tặng cho ngươi, ta cũng không có hai lời. Xem Đàm Vĩnh thắng bộ kia đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, giống như là thật là như thật. Đàm Thành Nghĩa có thể không phải tin tưởng hắn lời nói, cười lạnh một tiếng, không nói câu nào trực tiếp ly khai. Rất xấu hổ. Mặc kệ Đàm Vĩnh thắng biết bao khách khí, Đàm Thành Nghĩa đều một điểm mặt mũi không để cho tới bây giờ không ai dám làm sao đối với Đàm Vĩnh thắng. Người bình thường đối với Đàm Vĩnh thắng chậm trễ một điểm, đều sẽ bị cả đến chết, càng chưa nói khắp nơi cùng Đàm Vĩnh thắng không qua được. Hanh! Đàm Vĩnh thắng nâng cốc ly nện ở trên bàn, hung hãn nói, hắn cho là hắn là ai? Hắn có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, tất cả đều là ta cho. Chờ xem, chờ hắn đem Giang Sách cho giết, ta đây sẽ bắt hắn cho giết. Ta coi như một cái người cô đơn, rất tốt. Lão quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hai cha con bọn họ đi tới tình trạng này, kỳ thực lão quản gia vẫn đủ không thoải mái, dù sao hắn chính là nhìn Đàm Thành Nghĩa lớn lên. Hai ngày sau, ở kinh thành thành Tây giải đất, một nhà công ty mới thành lập. Tinh Nguyệt Các, cái này đủ để ảnh hưởng kinh thành hướng đi tương lai công ty, chính thức thành lập. Nhất mắc cười chính là, công ty danh nghĩa chủ tịch cũng không phải là Đàm Vĩnh Thắng, càng không phải là Đàm Thành Nghĩa, mà là Đàm Vĩnh Thắng cháu trai ruột. Tất cả mọi người rất không nói, lấy một người chết danh nghĩa thành lập công ty, thực sự có thể như vậy. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, công ty này phải có người phụ trách, tạm thời là từ Đàm Thành Nghĩa tới phụ trách. Ước đoán sau này khi ra làm chủ cũng sẽ là Đàm Thành Nghĩa. Hay là Đàm quốc đống cháu trai ruột, chỉ là một thuyết pháp mà thôi, cũng không cho là thật. Dù sao, ở phương diện pháp luật, một người chết thì không cách nào làm pháp nhân thành lập công ty. Mặt trời chói chang, công ty chính thức thành lập. Đàm Thành Nghĩa đứng ở trên võ đài, hướng về phía dưới đài một đám người sục sôi chí khí diễn thuyết lấy, nói công ty mới thành lập ý nghĩa cùng mục đích. Tinh Nguyệt Các ekip lãnh đạo, trên cơ bản đều là từ Phồn Tinh Các đào tới. Nghiệp vụ năng lực nhất lưu.
như vậy một nhà đại công ty thành lập, đưa tới cực đại quan tâm. Mà Tinh Nguyệt các mục đích càng làm cho người kinh hãi, mục đích của bọn họ là bình định kinh thành, làm cho hết thảy tranh đấu thế lực tất cả thuộc về cân bằng. Khẩu khí này liền có chút lớn. Bằng nói, bọn họ Đàm gia muốn đem Triệu gia, Khương gia cùng với thế lực mới thịnh vui khoa học kỹ thuật toàn bộ đều bình định. Cái này độ khó bao lớn cũng không cần nói. Dưới Vũ Đại Nhân, trên mặt mỗi người đều treo vẻ hoảng sợ, có thậm chí hoài nghi Đàm Thành Nghĩa có phải hay không uống rượu giả rồi. Dài đến 2 giờ nghi thức thành lập sau khi kết thúc, Đàm Thành Nghĩa trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu một vòng mới bộ thự. Trước hắn đào rỗng Phồn Tinh Các, lúc này đây, hắn muốn triệt để tiêu diệt Phồn Tinh Các. Hắn muốn cho Giang Sách trả giá giá thê thảm. Đàm Thành Nghĩa lấy ra một tờ giấy, xoát xoát điểm một cái, viết xuống khiêu chiến thư, sau đó đem phong thư tốt, sai người đưa cho Giang Sách xem. Giang Sách, ngươi chờ, xem ta như thế nào từng bước đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Thịnh vui khoa học kỹ thuật. Giang Sách ngồi ở trong phòng làm việc mặt, đang bận xử lý Phồn Tinh Các sự tình, vừa mới tiếp nhận không bao lâu, toàn bộ ekip lãnh đạo đã bị rời trống, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Mới ekip lãnh đạo phải như thế nào thành lập, chọn người như thế nào chọn, đều là nan đề. Giang Sách từng cái tuyển lựa. Lúc này, Mầm Đồng cầm khiêu chiến thư đi đến, đặt Giang Sách văn phòng trên bàn, Giang Đồng, Đàm Thành Nghĩa đưa tới một phong thơ, ngươi xem một chút. Giang Sách tự tay mở ra, nội dung bức thư vô cùng đơn giản, Giang Sách, ngươi làm hại con ta táng thân hỏa hải, bút chướng này ta nhất định sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng sở. Mầm Đồng cũng nhìn thấy, không khỏi hầm hừ nói rằng, cái này Đàm Thành Nghĩa rất phân rõ phải trái, Đàm Quốc Đống chết rõ ràng là cáo giả Đàm Vĩnh Thắng một tay tạo thành, sao có thể tính là đến Giang Đồng trên đầu của ngươi. Giang Sách mỉm cười, dù sao Đàm Quốc Đống sau khi chết, người được lợi lớn nhất là ta, hắn biết hoài nghi ta cũng là bình thường, người trước đi ra ngoài đi. A hát, Mầm Đồng xoay người rời đi. Ở cửa đóng lại trong chớp mắt ấy, Giang Sách sắc mặt khẽ biến, từ bên trong ngăn kéo xuất ra một cái bật lửa. Hắn phát hiện, phong thư này nội dung kỳ thực rất không có ý nghĩa, lấy Đàm Thành Nghĩa tính cách, không nên biết làm loại này không công. Đồng thời, thư tín trong, cái kia hỏa tự rất đặc biệt. Những chữ khác đều là dùng chữ khải viết, hết lần này tới lần khác liền cái kia hỏa tự là dùng lối viết thảo viết. Tại sao vậy chứ? Đem hai cái này điểm cho liên hệ tới, Giang Sách nghĩ tới một ít gì đó. Hắn dùng cái bật lửa đem thư tín dẫn hỏa, sau đó, làm người ta khó tin sự tình xảy ra thư tín đang thiêu đốt xong sau, dĩ nhiên để lại một mảnh mảnh vụn, ở nơi này mảnh vụn mặt trên loáng thoáng có thể chứng kiến một ít chữ. Thì ra, thư này món có cơ quan khác. Dùng hỏa diễm đốt cháy sau đó, có một mảnh là đốt không xấu, đồng thời sẽ đem bề mặt trang giấy đốt rơi, lưu lại nội bộ chữ. Đàm Thành Nghĩa, người ở đây chơi trò xiếc gì? Giang Sách cầm giấy lên mảnh nhỏ nhìn, sau khi xem xong, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Đồng thời, hắn nhìn về phía đặt một bên chiếc kia hắc quan tài. Hắc quan tài, thư tín. Đàm Thành Nghĩa lại nhiều lần đưa tới đỏ không giống tầm thường, trong này luận án, càng ngày càng có ý tứ. Giang Sách dựa vào ghế trên lưng, lẩm bẩm kế tiếp một đoạn thời gian, ta sợ là muốn ăn một ít khổ sở rồi. Đến tột cùng Đàm Thành Nghĩa muốn làm cái gì, lúc này ngoại trừ Giang Sách, không người nào có thể biết. Ở Giang Sách chứng kiến phong thơ cũng trong lúc đó, kỳ thực Đàm Vĩnh Thắng cũng nhìn thấy phong thơ nội dung. Cái kia phụ trách đưa tin, đã sớm đem tin cho len lén mở ra, sau đó chụp được ảnh chụp gửi cho Đàm Vĩnh Thắng. Nhìn phong thơ nội dung, Đàm Vĩnh Thắng khẽ nhíu mày, suy tính trong đó có phải hay không có vấn đề gì, nhìn tới nhìn lui cũng không có nhìn ra bất kỳ trò. Kỳ thực nội dung bức thư là không có vấn đề, có vấn đề là giấy viết thư. Hắn tiện tay đem ảnh chụp cho thủ tiêu, nói rằng, Thành Nghĩa hắn đối với Giang Sách hận ý, xem ra là rất thâm a. Lão quản gia gật đầu, đúng vậy, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thành Nghĩa hắn tức giận như vậy, nhất nhì tái khiêu khích Giang Sách, tiễn quan tài, dưới khiêu chiến thư. Mới vừa đào rỗng Phồn Tinh Các, liền thành lập Tinh Nguyệt Các, theo sát mà lại bộ thử bước tiếp theo hành động. Thành Nghĩa hắn đây là muốn đem Giang Sách vào chỗ chết cả, không chết không ngớt a. Làm như vậy là được rồi.
Đàm Vĩnh Thắng trong lòng thật cao hứng, có người giúp hắn làm việc, hắn có thể vô tư. Hơn nữa, Đàm Thành Nghĩa bên người toàn bộ đều là mắt của Minh Tuyến, ngay cả Đàm Thành Nghĩa người hầu, cũng đều là Đàm Vĩnh Thắng sắp xếp xong xuôi, cho nên Đàm Thành Nghĩa nhất cử nhất động toàn bộ đều ở Đàm Quốc Đống dưới mí mắt, căn bản không cần lo lắng sẽ gặp phải phản bội. Thậm chí, hắn vẫn còn ở Đàm Thành Nghĩa điện thoại di động, điện thoại, gian phòng đều cài đặt đặt máy nghe lén. Có bất kỳ tình trạng, đều có thể đúng lúc phát hiện. Duy nhất phiền phức, khả năng chính là với Sầm. Hỏi hắn, với Sầm xác định sẽ không khôi phục lại sao? Lão quản gia nói rằng, đương nhiên sẽ không, chúng ta sử dụng độc, đã nhiều lần chứng minh sẽ không thất bại, đã nhiều năm như vậy, trên kinh thành trăm vị bác sĩ đều thử qua, không có một có thể phá giải. Nếu như nói có ai có năng lực phá giải nói, ta đây cảm thấy, khả năng cũng chỉ có Giang Sách, dù sao y thuật của hắn xuất thần nhập hóa. Nhưng Giang Sách cùng Đàm Thành Nghĩa hiện tại như nước với lửa, như thế nào khả năng để cho Sầm xem bệnh. Cho nên chúng ta là an toàn. Đàm Vĩnh Thắng gật đầu, như thế tốt lắm a. Buổi chiều, 3 giờ. Giang Sách chạy tới Phồn Tinh Các, an bài mới nhất một nhóm ekip lãnh đạo, đồng thời xử lý gần nhất văn kiện. Trong đó là tối trọng yếu một đơn sinh ý, chính là cùng thập đại công ty châu báu thương nghiệp liên minh. Từ Phồn Tinh Các bỏ vốn, từ thập đại trung loại nhỏ công ty châu báu trong tay thu mua một nhóm lớn nguyên vật liệu, gia công chế tác sau đó, lấy Phồn Tinh Các danh nghĩa giao cho thập đại công ty đi bán. Bán đi tiền, chia 3-7 sổ sách. Phồn Tinh Các cầm 7 thành. Như vậy hợp tác, có thể trình độ lớn nhất phát huy mỗi bên công ty sở trường, cũng có thể làm sâu sắc khắp mọi mặt quan hệ hợp tác. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Hạng mục này điểm xuất phát là rất tốt, đáng tiếc, ở chính thức chấp hành trước, phụ trách hạng này mục đích lãnh đạo bị Đàm Thành Nghĩa cho đào đi. Bất đắc dĩ, chỉ phải từ Giang Sách tự mình đến xử lý chuyện này. Hắn một chút xíu phân tích, một phần văn kiện ký tên. Cuối cùng, hắn quyết định chọn người mới An Chí Dân, người này là thì ra người lãnh đạo kia phó thủ, đối với hạng này nhãn vô cùng quen thuộc, từ hắn tới lãnh đạo, hợp tình hợp lý. Chọn người mới quyết định sau đó, kế hoạch lúc đầu mà bắt đầu thi hành. Trong tương lai mấy ngày bên trong, An Chí Dân từng nhà tiêu xái di chuyển, hao tốn xấp xỉ 50 ức, từ thập đại công ty trong tay thu mua đông đảo nguyên vật liệu. Đại thủ bút như vậy, cũng không phải là thông thường công ty có thể làm được. Coi như là Phồn Tinh Các, xuất ra cái này 50 ức sau đó, cũng có chút ăn không tiêu, bất quá chỉ cần có thể đem tiền gấp bội kiếm về, Na Phồn Tinh Các tương lai sẽ thay đổi càng thêm giàu có. Nhưng hỏng bét sự tình vẫn là xảy ra. Đang lúc mọi người đều cho rằng Phồn Tinh Các lớn hơn kiếm đặc biệt kiếm thời điểm, cái kia mới người phụ trách An Chí Dân, đột nhiên liền đi ăn máng khác đến rồi Tinh Nguyệt Các. Không có dấu hiệu, giống như là đã sớm chuẩn bị xong giống nhau. Cái này, tất cả mọi người luống cuống. Nếu như là ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt lắm, na. Giang Sách lập tức phái người đi điều tra An Chí Dân phụ trách hạng mục, quả nhiên xuất hiện vấn đề lớn, hết thảy thu mua tới nguyên vật liệu đều là rác rưởi, căn bản cũng không phải là trước kia định xong này. Càng thêm hỏng bét là, thập đại trung loại nhỏ công ty căn bản không nhận thức sổ sách. Nói bán cho Phồn Tinh Các toàn bộ đều là hàng thật. Nói cách khác, An Chí Dân là xếp vào ở Phồn Tinh Các nằm vùng. Hắn vì phá đổ Phồn Tinh Các, dĩ nhiên liên hợp thập đại công ty đang âm thầm gian lận, đem 50 ức lấy ra mua một nhóm lớn nát hàng. Đối với thập đại công ty mà nói, kiếm tiền, bạch không phải kiếm. Bọn họ liền lựa chọn cùng An Chí Dân hợp tác. Ở hạng mục sau khi hoàn thành, An Chí Dân cũng liền xong việc thối lui. Ngay lập tức sẽ đi ăn máng khác đến rồi mới ông chủ Tinh Nguyệt Các. Ở nơi này trong hạng mục, kiếm nhiều nhất là thập đại công ty, thứ nhì là An Chí Dân, Tinh Nguyệt Các mặc dù không kiếm tiền, nhưng phá đổ rồi đối thủ, coi như là phi thường kiếm. Duy nhất bên thua chính là Phồn Tinh Các. Rối tinh rối mù. Thất bại thảm hại. Cái gì cũng sai. Giang Sách nhìn trong tay một phần bảng khai báo tài vụ, chứng kiến này thiếu hụt. Trên mặt lộ ra ít có phẫn nộ cùng vẻ tuyệt vọng. Phải biết rằng, hắn chỉ có tiếp nhận Phồn Tinh Các không đến một tháng. Lại liên tục bị thương nặng. Đầu tiên là ekip lãnh đạo bị rời hết, tiếp lấy tìm 50 ức mua một đống lớn rác rưởi. Hôm nay Phồn Tinh Các xuống dốc không phanh,
từ nghề nghiệp lĩnh đầu dương, lập tức điệt xuất top 5, tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện tại chân chính lĩnh đầu dương, đã biến thành tinh nguyệt các. Giang Sách năng lực, bị nghi vấn. Chủ nhà họ Khương Khương Lị gọi điện thoại tới, câu nói đầu tiên là, Giang Sách, người đến cùng đang làm gì? Tuy là song phương quan hệ tốt, nhưng là không thể như vậy dung túng. Khương Lị thực sự không rõ, cái kia thông minh tuyệt đỉnh Giang Sách, sao lại thế trở nên cùng một đồ con lợn giống nhau? Liên tục thất bại. Đem hảo hảo một cái phồn tinh các, đều nhanh muốn soàn soạt xong. Phải biết rằng, Khương gia nhưng là hao tốn vài thập niên mới đem phồn tinh các làm được hành nghiệp lão đại tình trạng, Giang Sách không đến một tháng liền đem lớn như vậy một cái sản nghiệp cho soàn soạt rơi ra top 5. Ha ha, cũng thật là có bản lãnh. Đối với Khương Lị chỉ trích, Giang Sách cũng không tiện nói cái gì, trách nhiệm của ta, ta gánh chịu. Ngươi gánh chịu, ngươi làm sao gánh chịu? Giang Sách, chào ngươi tự lo thân. 3. Khương Lị cúp điện thoại. Bên này Giang Sách nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, sự tiến triển của tình hình so với ta tưởng tượng còn bết bát hơn, còn muốn ác liệt, còn khó hơn lấy thừa nhận a. Đàm Thành Nghĩa, ngươi thật lợi hại, lại tiếp sau đó trong vòng vài ngày, không riêng gì ta, ngay cả Khương Lị, Triệu Hải Nhân đều sẽ bị ngươi đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay a. Đàm gia biệt thự. Đàm Vĩnh Thắng nhìn từng cái chụp lén trở về ảnh chụp, mừng như điên. Những thứ này toàn bộ đều là chụp lén Giang Sách ảnh chụp. Đàm Vĩnh Thắng chưa từng có xem qua Giang Sách chán trường như vậy bộ dạng, nơi nào còn có một tia sợi từ trước cái kia phong tư hiên ngang dáng vẻ. Nhìn đều tốt cười. Người, một ngày thất lợi thì sẽ từ hình thể diện mạo lên đến thể hiện. Xem Giang Sách này tấm tỏa dạng, cũng biết cuộc sống của hắn qua được phi thường không tốt. Lão quản gia nói rằng, Thành Nghĩa thật đúng là có bản lĩnh a, trước sau chỉ có mấy ngày, liền đi qua một loạt bộ thự, đem vô cùng cường đại phồn tinh các cho giết. Giang Sách, ở thợ may trước mặt căn bản là không chịu nổi một kích. Đàm Vĩnh Thắng gật đầu, đứa bé này quả thực lợi hại a, từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, nói thật, hầu hết thời gian chứng kiến hắn ta đều biết cảm thấy sợ, đây cũng là ta nhiều năm trước tới nay vẫn không dám thả hắn ra nguyên nhân. Năm đó, nếu như không phải Đàm Vĩnh Thắng xử trá, nếu như không phải Đàm Thành Nghĩa vô cùng chính nghĩa, chỉ bằng Đàm Vĩnh Thắng về điểm này thủ đoạn nhỏ, căn bản cũng không khả năng bắt lại Đàm Thành Nghĩa. Chân ướt chân giáo đối kháng chính diện, vẫn chưa có người nào có thể đánh bại Đàm Thành Nghĩa. Đàm Vĩnh Thắng sờ sờ râu mép, nói rằng, hiện tại ta đem hắn phóng xuất, chính là muốn làm cho hắn cùng Giang Sách đối nghịch, hai hổ đánh nhau. Đương nhiên, chết nhất định sẽ là Giang Sách. Nhưng ta cũng không thể không đề phòng Thành Nghĩa con này mãnh hổ a, sợ rằng ở trong lòng hắn, diệt trừ Giang Sách sau đó chính là tới diệt trừ ta đi. Lão quản gia thở dài, đó là không thể nghi ngờ, phụ tử các ngươi hai, mâu thuẫn đã không giải được. Hiện tại có cùng chung địch nhân Giang Sách, còn có thể tạm thời hóa giải một chút. Một ngày Giang Sách được giải quyết, hai người các ngươi phụ tử mâu thuẫn, sẽ rũ phát kịch liệt. Cho nên lão gia, người bây giờ nên giấu tài. Thừa dịp hai người bọn họ đấu ngươi chết ta sống thời điểm, ngươi đem lực lượng đều chuẩn đứng lên, chuẩn bị đến lúc đó cho Đàm Thành Nghĩa một kích chí mạng. Đàm Vĩnh Thắng nở nụ cười, suy nghĩ của ngươi theo ta không mưu mà hợp. Lúc này, có hạ nhân qua đây thông truyền, Đàm Thành Nghĩa tới. Làm cho hắn tiến đến. Là, một lát sau, Đàm Thành Nghĩa đi đến, vẫn như cũ bản chứ gương mặt, lạnh như băng nói rằng, cáo già. Ta đã tự đem Giang Sách phồn tinh các cho làm hỏng rồi. Âm thầm, ta rút lấy xấp xỉ 40 trăm triệu chỗ tốt, đặt ở tinh nguyệt các không thích hợp, người đem tử thành lấy ra, dùng để thả số tiền này. Đương nhiên, cũng là lấy người cháu trai ruột danh nghĩa, mà không phải ngươi. Đàm Vĩnh Thắng nở nụ cười, đương nhiên có thể. Đàm Thành Nghĩa gật đầu, ta muốn nói chính là chỗ này chút ít, tái kiến. Hắn nói xong xoay người rời đi. Đàm Vĩnh Thắng ở sau người nhìn không được cười trộm, hắn âm thầm nói rằng, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Giang Sách tổn thất na 50 ức, có 40 ức đều bị Đàm Thành Nghĩa lấy mất. Hắn còn đem những này tiền đều để vào tử thành, ha ha, không biết tử thành là ta phụ trách sao? Lão quản gia nhíu nhíu mày, nói rằng, nhưng hắn vừa mới nói, phải lấy Đàm Quốc đống danh nghĩa tới gửi a. Đàm Vĩnh Thắng khoát tay áo, một người chết mà thôi. Có cái gì có thể sợ?
Đàm Quốc Đống danh nghĩa chỉ là một lời nói suông, cụ thể đến thực tế khống chế người, đây còn không phải là ta Đàm Vĩnh Thắng sao? Hắn cho rằng đem tiền lấy Đàm Quốc Đống danh nghĩa bày đặt, đó chính là Đàm Quốc Đống. Ha ha, người chết, làm sao còn thủ ở tiền? Lão quản gia còn nói thêm, ta lo lắng Đàm Thành Nghĩa hắn là đang len lén rời đi tài sản, đem ngài tài sản lấy đi để vào Đàm Quốc Đống danh nghĩa, sau đó hắn Đàm Thành Nghĩa làm trực hệ, rồi trực tiếp lấy đi. Về sau, hắn nhưng chỉ có chân chính gia chủ. Đàm Vĩnh Thắng nở nụ cười, yên tâm đi, ta sớm đã có chuẩn bị. Hắn hết thảy chuyển đi tài sản, đều phải đưa về Đàm Quốc Đống danh nghĩa, một ngày về sau Đàm Quốc Đống không chiếm được, nhất định phải trở lại tên của ta dưới. Đàm Quốc Đống đã chết, khẳng định không có được, nói cách khác, những thứ này tài sản dựa dẫm vào ta lấy đi bao nhiêu, về sau tất cả đều phải trả trở về. Thành Nghĩa còn muốn theo ta đùa giỡn điểm nhỏ này tâm tư, tới ám độ Trần Thương. Ha ha, một chiêu này sớm đã bị ta cho khám phá, ha 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 ha. Đàm Thành Nghĩa về đến nhà, nhìn nằm trên giường bệnh thê tử, tâm tình khá khó xử chịu. Hắn tự tay vuốt ve vợ cái trán, có một loại phi thường lòng chua xót cảm giác, mỗi khi nghĩ đến thê tử khả năng cứ như vậy vẫn biến thành kẻ ngu si, Đàm Thành Nghĩa tâm liền hung hăng rối rắm. Lão bà, ta đã trở về, người còn nhớ ta không? Lão bà, giữa lúc hắn bị thương cảm thời điểm, người hầu đi tới nói rằng ước định bác sĩ đã đến. Mời vào a. Là. Không bao lâu, người thấy thuốc kia đi đến. Đây là người tóc trắng xóa, vẻ mặt nếp uốn, nhìn qua đều nhanh có 80 tuổi lão bác sĩ, vừa lên tiếng, là có thể ngửi được một cỗ mùi hôi thối. Người này, thật là bác sĩ. Những hạ nhân kia đều rối rít né tránh, không muốn cùng cái này lão bác sĩ tiếp xúc. Lão bác sĩ đi tới trước mặt, dùng tuổi già thanh âm tang thương nói rằng, Đàm tiên sinh, ta chính là người ước định cẩn thận bác sĩ Hoắc Hâm. Đàm Thành Nghĩa sửng sốt một chút. Hoắc Hâm. Hắn ước định bác sĩ dường như không phải gọi tên này a. Các loại, Hoắc Hâm, hỏa, tin. Đàm Thành Nghĩa hai mắt sáng ngời, quay đầu nhìn lại, cẩn thận xem, mới phát hiện người trước mắt lại có như vậy một tia quen thuộc. Trong lòng hắn âm thầm cười, nhưng trên mặt nhưng không có một tia một hào biểu tình biến hóa. Hoắc thầy thuốc. Làm phiền ngươi. Hắn tránh người ra, làm cho Hoắc Hâm cho thê tử với Sầm xem bệnh. Hoắc Hâm tự tay để cho Sầm bắt mạch, thừa dịp này, Đàm Thành Nghĩa đem tất cả hạ nhân đều đuổi đi. Bên trong phòng chỉ có 3 người bọn hắn. Nhưng bên trong phòng camera, lại nghiêm ngặt giám thị hành động của bọn họ. Đại khái sau 20 phút, Hoắc Hâm đứng dậy, phi thường khổ não nói rằng, ai, không được a, phu nhân của ngài bệnh thật sự là quá nghiêm trọng. Lão hủ cũng không có thể ra sức. Phải, Đàm Thành Nghĩa trên mặt của lộ ra phi thường thần sắc thất vọng. Hoắc Hâm lắc đầu, xoay người ly khai. Trận này tiểu nhạc đệm coi như là kết thúc, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Thế nhưng, làm Đàm Thành Nghĩa kiểm tra thê tử với Sầm thời điểm, lại hết ý phát hiện ở chỗ Sầm thân thể các huyệt đạo chỗ, cũng sớm đã đâm tận mấy cái ngân châm. Đó là phi thường mảnh khảnh ngân châm. So với bình thường ngân châm còn nhỏ hơn, coi như là ở dưới ống kính cũng rất khó bị phát hiện. Đàm Thành Nghĩa bất động thanh sắc, tự tay đem trên giường mảnh cho kéo xuống, bày ra một bộ phi thường đau thương biểu tình, yên lặng đi ra khỏi phòng. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Một chiếc xe dừng ở cửa, cửa xe mở ra, Giang Sách đi bên trong xe đi ra, hắn đi ngang qua người khác bên người thời điểm, mỗi người đều nghe thấy được một cỗ mùi hôi thối. Một loại như là lão nhân vị mùi hôi thối. Đại gia không rõ, Giang Sách còn trẻ như vậy, trên người sao lại thế không giải thích được xuất hiện lão nhân vị. Cái này quá không tầm thường. Giang Sách về tới phòng làm việc, đầu tiên là vọt vào tắm, sau đó mở ra máy vi tính xách tay, đem các loại số liệu, tài liệu đều đưa vào trong máy vi tính, sau đó bắt đầu phối chế phương thuốc. Lần ngồi xuống này, chính là 5 giờ. Vẫn đến khi thiên hoàn toàn cũng đen, Giang Sách rốt cục nghiên chế ra được giải dược. Giải quyết. Giang Sách đem nghiên cứu chế ra phối phương dùng máy đánh chữ cho in ra, sau đó làm cho cửu trắng mang đi Hồng Hội hiệu thuốc tiến hành phối chế. Kế tiếp, chính là đem giải dược đưa đến tay của người đàn ông kia chung. Đây hết thảy, đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, phi thường hoàn mỹ.
Ở Giang Sách làm đây hết thảy thời điểm, kinh thành tình thế tiếp tục rung chuyển, Đàm gia không ngừng phát động hung mãnh thế tiến công, đem mặt khác hai nhà đánh cũng. Tại giải quyết rơi đầy sao các sau đó, Đàm Thành Nghĩa cũng không có ngừng tay, hắn tiếp tục đối với Triệu gia, Khương gia phát động công kích, đồng thời mỗi một lần công kích đều phi thường có hiệu quả. Lấy Khương gia, Triệu gia, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng làm chủ thể liên minh, nhìn như vô cùng cường đại, trên thực tế không chịu nổi một kích. Ở Đàm Thành Nghĩa từng bước ép sát phía dưới, liên minh sắp không chịu nổi. Càng ngày càng nhiều địa bàn bị Đàm Thành Nghĩa cướp đi, Đàm gia thế lực đang ở từng bước một gia tăng, Đàm gia, đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Tiếp tục như vậy nữa, Đàm gia tương hội tại kinh thành hình thành một tay che trời tình thế. Đàm gia cổ phiếu thoăn thoắt cực nhanh. Tình thế một mảnh tốt. Trong khoảng thời gian này, Khương Lô Ly, Triệu Hải Nhân bọn họ đều đánh mất sức chiến đấu, đã không hề chủ động cùng Đàm gia tiến hành đối kháng rồi, chỉ cầu có thể thủ ở mình mảnh đất nhỏ nhi. Chỉ có Giang Sách vẫn còn ở liều mạng cùng Đàm Thành Nghĩa đấu lấy. Nhưng tiếc là, Giang Sách mỗi một bước đều bị Đàm Thành Nghĩa cho tính tới rồi, vô luận Giang Sách làm như thế nào, đều sẽ bị Đàm Thành Nghĩa cho giết ngược. Lần đầu, Cửu Trắng, Bình Nước bọn họ chứng kiến Giang Sách như vậy chật vật. Giang Sách thua rất thảm. Đây sao các thất bại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, kế tiếp, Giang Sách cơ hồ đem có thể thua đều thua mất, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng 90% số định mức, ở một cái cuối tuần bên trong toàn bộ thua sạch. Đàm Thành Nghĩa dựa vào cường đại chỉ số IQ, đối với Giang Sách tạo thành nghiền ép. Tất cả công ty cổ phần, tiền tài, toàn bộ đều tiến nhập Tinh Nguyệt Các, lấy Đàm Vĩnh Thắng cháu trai ruột danh nghĩa mang theo, đồng thời vì đối phó Giang Sách, Đàm gia cũng lấy ra đại lượng công ty cổ phần để vào. Nói cách khác, bây giờ kinh thành, cường đại nhất nhìn bề ngoài là Đàm gia, trên thực tế là Tinh Nguyệt Các, chỉ bất quá Tinh Vũ Các thuộc về Đàm gia mà thôi. Tinh Nguyệt Các là đem Đàm gia, Triệu gia, Giang gia, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tứ phương tài lực đều tập trung vào cùng nhau quái vật lớn. Hiện nay, trên mặt nổi khống chế Tinh Nguyệt Các chính là Đàm Thành Nghĩa. Thế nhưng ai cũng biết, chỉ cần Đàm Vĩnh Thắng muốn, tùy thời đều có thể diệt trừ Đàm Thành Nghĩa, thủ nhi đại chi. Cho nên, chân chính người thắng có lại chỉ có một, đó chính là Đàm Vĩnh Thắng. Đàm gia bên trong biệt thự. Đàm Vĩnh Thắng mở ra một chai hương tân, đã không kịp chờ đợi muốn ăn mừng, hắn thật cao hứng. Nguyên bản bị Giang Sách bức cho vào tuyệt cảnh hắn, không nghĩ tới cư nhiên dựa vào Đàm Thành Nghĩa thực hiện kinh thiên lớn nghịch chuyển. Bây giờ kinh thành, thế lực lớn nhất chính là Tinh Nguyệt Các. Đàm Vĩnh Thắng là nhìn tận mắt Tinh Nguyệt Các từ một viên mầm móng từ từ lớn lên, cuối cùng lớn lên thành một viên mê người quả thực, thực sự quá nhớ ăn. Hắn uống một chén rượu. Lẩm bẩm, Tinh Nguyệt Các trên cơ bản đã trưởng thành, ta cũng nên tự tay đi hái đi. Lão quản gia gật đầu, có thể hái được, lão gia ngài nếu không trích, Thành Nghĩa hắn không muốn không khống chế được lấy xuống rồi. Hắn còn muốn theo ta đoạt thắng lợi quả thực, vọng tưởng, Đàm Vĩnh Thắng nói rằng, hiện tại Triệu gia, Khương gia ốc còn không mang nổi mình ốc, đã không có thành tựu. Giang Sách tức thì bị đánh thành kẻ ngu si, bò đều không bò dậy nổi. Tinh Nguyệt Các hấp thu bọn họ Tam gia chất dinh dưỡng, không đúng, còn có chúng ta Đàm gia đại lượng chất dinh dưỡng, dáng dấp lớn như vậy, ta sẽ nhường cho Thành Nghĩa đi trích. Đàm Vĩnh Thắng lại uống một hớp rượu, đã tại suy nghĩ như thế nào diệt trừ Đàm Thành Nghĩa, độc chiếm Tinh Vũ Các viên này mê người trái cây. Đương nhiên, trước đó là tối trọng yếu chính là triệt để đả khoa Giang Sách. Ngày mai, chính là triệt để đánh Giang Sách thời gian. Bởi vì Đàm Vĩnh Thắng đã được đến rồi tin tức, Giang Sách đã thân thỉnh phá sản, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng tương hội tại ngày mai chơi xong. Kinh thành, muốn một lần nữa tẩy bài. Ngày kế, hơn 1 giờ chiều. Kinh thành nghênh đón một lần đại tẩy bài, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng bởi vì phát triển không phải thuận, Chủ tịch Giang Sách xin phá sản. Từ hôm nay trở đi, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng sẽ từ lịch sử trên võ đài lui xuống đi. Giang Sách. Ở nơi này ngắn ngủn 8, 9 tháng bên trong, đem kinh thành quậy đến long trời lở đất, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại Đàm Thành Nghĩa, từng bước rơi vào Đàm Thành Nghĩa thiết kế xong 7 dập. Giang Sách, triệt để thua. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng. Giang Sách đứng ở lầu 2 trước cửa sổ, nhìn từng cái từ trước rời đi công nhân, trên mặt một điểm biểu tình cũng không có. Bi thương trong tâm khảm chết,
lớn nhất bi thương, thường thường đều là ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Hết lần này tới lần khác, còn lại tới nữa một vị khách không mời mà đến Đàm Vĩnh Thắng. Hắn mang theo lão quản gia đi tới Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, đến xem Giang Sách xấu mặt. Đi tới lầu 2, Đàm Vĩnh Thắng đốt điếu thuốc, vừa hút vừa đi về phía Giang Sách, trên mặt mang nụ cười, cười ha hả nói yêu, đây không phải là danh mãn thiên hạ chiến thần Giang Sách sao? Làm sao hỗn cho tới bây giờ như vậy ruộng đất, thực sự là thương cảm nha. Cừu trắng nhìn hắn chằm chằm, muốn phản bác cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Giang Sách cũng không nhìn hắn, từ tốn nói, phong thủy luân chuyển, Đàm Vĩnh Thắng, hiện tại ngươi vui vẻ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngươi khóc thời điểm. Phải, Đàm Vĩnh Thắng giang hai tay, vậy hãy để cho ta khóc một hồi thử nhìn một chút ha. Muốn cho ta khóc nhiều người đi, nhưng chưa từng có một người làm được, Giang Sách, ngươi cũng không được. Giang Sách nhìn ngoài cửa sổ, tiếp tục nói Thịnh Nhạc khoa kỹ năng thua, nhưng Triệu gia, Khương gia đều còn ở, Đàm Vĩnh Thắng ngươi còn không có thắng, ta còn có cơ hội trở mình. Đang ở hắn nói xong câu đó thời điểm, Đàm Thành Nghĩa đi đến. Hắn trừng mắt Giang Sách nói rằng, còn muốn xoay người. Giang Sách, ngươi đã vô lộ khả tẩu rồi. Ân. Giang Sách vừa quay đầu lại, chỉ thấy đi theo Đàm Thành Nghĩa bên người, chính là Khương Lô Ly, Triệu Hải Nhân. Hai người bọn họ nguyên bản đều là cùng Giang Sách đứng ở đồng nhất trận tuyến, hiện tại cư nhiên đứng ở Đàm Thành Nghĩa bên kia, đây là vì cái gì? Giang Sách cau mày hỏi, các ngươi cũng cùng Đàm gia hợp tác rồi. Khương Lô Ly nhún vai, xin lỗi a Giang Đồng, chúng ta Khương gia là muốn lợi nhuận, không có khả năng theo ngươi chết chung. Ngươi đều bại bởi Đàm Thành Nghĩa rồi, ta như thế nào khả năng còn với ngươi đứng ở đồng nhất trận tuyến? Bên cạnh Triệu Hải Nhân cũng nói, được làm vua thua làm giặc, vốn là như vậy. Giang Sách, ngươi thua, phải nhận thức. Nguyên bản cùng Giang Sách đứng ở đồng nhất trận tuyến hai người, hiện tại cũng đều cùng Đàm gia tiến tới với nhau đi. Giang Sách lần này là triệt để thua, thua một điểm tính khí cũng không có. Từ ánh mắt của hắn trong là có thể nhìn ra thất vọng vẻ cô đơn. Một bên Mầm Đồng nhìn không được, tự tay cầm Giang Sách cánh tay, muốn cho Giang Sách thoải mái, nhưng đều đến lúc này, còn có thể làm sao an ủi. Nhiều hơn nữa thoải mái, cũng là phí công vô ích. Đàm Vĩnh Thắng hút một hơi thuốc, cười ha hả nói rằng, Giang Sách ngươi chính là thật lợi hại, không hổ là ta Đàm Vĩnh Thắng hậu đại, thế nhưng đáng tiếc, ngươi lại muốn phải cùng ta đấu, còn muốn tiêu diệt ta. Ha hả, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ta Đàm Vĩnh Thắng là dễ dàng như vậy có thể diệt hết sao? Giang Sách nhìn Đàm Vĩnh Thắng, nói không ra lời. Đàm Vĩnh Thắng nhún vai, lời thừa thải không nói. Giang Sách, hiện tại ngươi là một người cô đơn, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng xong, ngươi hết thảy tài sản đều đến Tinh Nguyệt Các phía dưới. Ngươi cứ nhìn Tân Vương đăng cơ, nhìn ngươi tất cả thành quả lao động là thế nào bị Đàm gia cướp đi a? Ha 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 ha. Giang Sách khẽ lắc đầu, tựa hồ đang ai thán. Lúc này, Đàm Thành Nghĩa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đàm Vĩnh Thắng, hỏi cáo già, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, Giang Sách là ta giải quyết hết, Tinh Nguyệt Các có thể có hôm nay thành tích, đó cũng là ta tạo ra. Tinh Nguyệt Các cũng là lấy ngài cháu trai ruột danh nghĩa thành lập, lẽ ra phải do ta tới khi này cái người phụ trách, làm Tinh Nguyệt Các chủ nhân. Tới, cướp đoạt quả thực tới. Hắn bước này sớm đã bị Đàm Vĩnh Thắng cho tính toán đến rồi. Đàm Vĩnh Thắng cùng lão quản gia liếc nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, lòng nói Đàm Thành Nghĩa không khỏi đem sự tình nghĩ quá đơn giản đi. Thành Nghĩa, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể làm Tinh Nguyệt Các chủ nhân đâu? Đàm Vĩnh Thắng ý vị thâm trường nhìn Đàm Thành Nghĩa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước, giống như là đối đãi một cái kẻ ngu si. Đàm Thành Nghĩa cũng phát giác không đúng. Hắn nói rằng, Tinh Nguyệt Các là do ta một tay chế tạo. Thịnh Nhạc khoa kỹ năng cũng là ta giải quyết rơi, ta. Đàm Vĩnh Thắng tự tay cắt đứt hắn, được rồi, đừng nói nữa, những thứ này lại có ý nghĩa gì sao? Thành Nghĩa a, ngươi làm những thứ này, không phải cũng là vì đưa cho ngươi con trai quốc đống báo thù sao? Công danh lợi lộc đối với ngươi mà nói, đều là vật ngoài thân, hà tất cưỡng cầu. Chuyện cho tới bây giờ, ai nấy đều thấy được, Đàm Vĩnh Thắng căn bản không muốn đem cái chỗ ngồi này cho nhường lại. Nói đùa, làm sao có thể sẽ làm? Phải biết rằng, hiện tại Đàm gia 80% tài sản đều ở đây Tinh Nguyệt Các, ai có thể nắm giữ Tinh Vũ Các,
người nào mới thật sự là trưởng quản Đàm gia. Nếu để cho Đàm Thành Nghĩa trưởng quản Tinh Nguyệt Các, na Đàm Vĩnh Thắng cũng chỉ là một trên danh nghĩa gia chủ, tùy thời đều có bị giết chết khả năng. Tinh Vũ Các viên này thắng lợi quả thực, thật sự là quá dụ dỗ. Không ai có thể cự tuyệt. Đàm Thành Nghĩa nổi giận nói, cáo già, trước ngươi luôn miệng nói để cho ta tới kế nhiệm chức gia chủ, nói cái gì ngươi già rồi không muốn làm, nhưng bây giờ tới theo ta tranh đoạt Tinh Nguyệt Các. Tranh đoạt cái này từ ta tạo ra quái vật lớn. Đàm Vĩnh Thắng nở nụ cười, hắn chỉ vào Đàm Thành Nghĩa nói rằng, ta trước nói đều là thật, ta đúng là muốn cho ngươi tới đương gia chủ nha. Bất quá chuyện này phải đi từng bước một, hiện nay ta gia chủ, chờ ta về hưu, mới có thể đến phiên ngươi là không phải. Lời nói rất êm tai, nhưng sự tình làm thật khó xem. Con lão hồ ly này rốt cục lộ ra diện mục chân thật, vì đạt được Tinh Nguyệt Các, hắn đã cái gì cũng không quản không để ý. Đã không có Giang Sách đối thủ này, lại diệt trừ Đàm Thành Nghĩa, vậy sau này Đàm Vĩnh Thắng thực sự có thể vô tư, không người lại có thể lung lay địa vị của hắn. Đàm Thành Nghĩa nghiêm khắc nói rằng, cáo già, ta với người đấu đến cùng. Hai chúng ta đều có tiếp nhận chức phụ Tinh Nguyệt Các tư cách, chúng ta chậm rãi chơi, ta không tin không đánh chết ngươi. Hắn có tự tin này. Đáng tiếc, trên thế giới sự tình, so với người dự liệu kém rất nhiều. Lão quản gia kia đi tới nói rằng, Thành Nghĩa a, rất xin lỗi, ngươi cũng không có nhận mặc cho Tinh Vũ Các tư cách. Đàm Thành Nghĩa nổi giận nói, ngươi thả cái gì chó má. Lão quản gia nở nụ cười, ngươi trước đừng nóng giận, hãy nghe ta nói. Là như thế này, ở ngươi trước khi ra ngoài, lão gia đã đem ngươi trục xuất Đàm gia, từ Đàm gia ra phổ trên hoa rớt. Đàm Thành Nghĩa, ngươi đã không phải là Đàm gia người. Lại có cái gì tư cách cùng lão gia tranh đoạt Tinh Nguyệt Các? Cái gì? Đàm Thành Nghĩa triệt để mộng ép. Thì ra từ lúc hắn được thả ra ngày nào đó, cũng đã không phải Đàm gia người, hắn làm nhiều hơn nữa, cũng không khả năng đạt được bất luận cái gì hồi báo. Đàm Thành Nghĩa, hoàn toàn bị Đàm Vĩnh Thắng đùa bỡn. Thua thất bại thảm hại. Đàm Thành Nghĩa hận đến nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, Đàm Vĩnh Thắng, ngươi âm ta. Đàm Vĩnh Thắng nhún vai, thì tính sao? Cũng không phải là lần đầu tiên. Năm đó ta có thể đem ngươi xem ra, hiện tại cũng có thể đem ngươi cho giết. Ngươi mãi mãi cũng chẳng qua là ta con trai, ngươi không đấu lại ta. Hiện trường bầu không khí lúng túng. Đều cho rằng Đàm Thành Nghĩa lợi hại như vậy, ngay cả Giang Sách đều có thể đánh bại. Ai có thể nghĩ đến, kết quả là cũng là cấp cho người khác làm giá y. Tân tân khổ khổ chế tạo ra Tinh Nguyệt Các. Cuối cùng lại thành Đàm Vĩnh Thắng kết quả. Thực sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đàm Vĩnh Thắng một điếu thuốc hút xong, lập tức thay đổi một cây, bên trong đôi mắt đều lóe hạnh phúc hỏa diễm, thực sự là ứng câu nói kia, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Trong đầu vui vẻ, cả người trạng thái cũng không vậy. Còn không đợi Đàm Vĩnh Thắng vui vẻ bao lâu, sốt ruột sự tình đã tới rồi. Đàm Thành Nghĩa lạnh lùng nói rằng, cáo già, người sợ không phải quên mất một việc, trước mắt Tinh Nguyệt Các là có chủ nhân, coi như người muốn tiếp nhận, vậy cũng phải nguyên chủ nhân đồng ý mới được a. Chủ nhân, Đàm Quốc Đống, Đàm Vĩnh Thắng cười ha ha, Thành Nghĩa a, người có phải hay không hồ đồ? Muốn dùng Đàm Quốc Đống tới dọa ta, quả thực, Tinh Vũ Các này đây Đàm Quốc Đống danh nghĩa thành lập, thế nhưng hắn đã chết a. Đốt ngay cả bụi đều không thừa. Người năm đó bị hỏa thiêu chết là giả. Nhưng Đàm Quốc Đống bị hỏa thiêu chết nhưng là thực sự nha. Thành Nghĩa, người có bản lĩnh phải đi âm tào địa phủ đem Quốc Đống cho mời lên a, ta rất muốn kiến thức một chút người chiêu hồn bản lĩnh, ha 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 ha. Đàm Vĩnh Thắng là thật cuồng vọng tột cùng, đều đã không có bất kỳ che giấu. Đương nhiên, cũng không có che giấu cần phải. Ở Đàm Vĩnh Thắng xem ra, lúc này đã không có người lại có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng... Đàm Thành Nghĩa lạnh như băng nói rằng, cáo già, người có phải hay không lầm một việc. Tinh Vũ Các chủ nhân cũng không phải là Quốc Đống a. A, Đàm Vĩnh Thắng đầu tiên là sửng sốt, lập tức vui vẻ, người còn muốn khuôn ta. Không phải Quốc Đống còn có thể là ai? Tinh Nguyệt Các này đây ta cháu trai ruột danh nghĩa thành lập, người nghĩ len lén đổi thành người khác, ở phía chính phủ ghi danh thời điểm là căn bản không qua lọt. Đàm Thành Nghĩa cười ha ha. Hắn nhìn Đàm Vĩnh Thắng, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu si giống nhau,
đồng thời cười càng ngày càng lớn tiếng. Quỷ dị như vậy cử động làm cho Đàm Vĩnh Thắng sợ hãi trong lòng. Cười cái gì cười? Đàm Vĩnh Thắng quát, người thua nóng nảy nhãn, đầu óc ngớ ngẩn sao? Đàm Thành Nghĩa khoát tay áo, nói rằng, là người đầu óc ngớ ngẩn nha. Cáo già, người cũng biết quốc đống đã chết, một người chết như thế nào khả năng có tư cách đi thành lập công ty? Cái này, Đàm Vĩnh Thắng hiện tại mới phát giác không thích hợp, người nói bậy bạ gì đó. Đàm Thành Nghĩa lui về phía sau hai bước, một mực thối lui đến Liễu Giang Sách bên người, sau đó tự tay ôm Liễu Giang Sách cánh tay, cười ha hả nói, cáo giả, người chẳng lẽ đã quên a? Giang Sách, hắn chính là người cháu trai ruột a, không thể giả được cháu trai ruột. Oanh! Giờ khắc này, Đàm Vĩnh Thắng trong óc giống như là có mấy chục đạo sấm sét nổ vang. Đầu đau muốn nứt, thông minh một đời hồ đồ trong chốc lát. Hắn cho tới nay đều đem Giang Sách trở thành địch nhân, đều quên Liễu Giang Sách thật ra thì vẫn là hắn cháu trai ruột chuyện như thế. Đây cũng là ý nghĩa, Tinh Nguyệt Các này đây Giang Sách danh nghĩa thành lập. Hiện tại Tinh Nguyệt Các chủ nhân, là Giang Sách. Đàm Vĩnh Thắng lắc đầu liên tục, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại sự tình này. Đàm Thành Nghĩa nhún vai, người có tin hay không lại có cái gì cái gọi là... Ngược lại Giang Sách chính là Tinh Nguyệt Các chủ nhân, điểm này là đạt được pháp luật thừa nhận, a hát được rồi, cũng là đạt được ngươi Đàm Vĩnh Thắng thừa nhận. Đàm Vĩnh Thắng triệt để mộng ép. Hắn là thừa nhận để cho mình cháu trai ruột đảm đương Tinh Nguyệt Các chủ nhân, nhưng hắn lúc đó nghĩ là đã chết rơi Đàm Quốc Đống, có tiếng không có miếng mà thôi. Hắn nơi nào nghĩ đến, Đàm Thành Nghĩa cư nhiên biết vàng thau lẫn lộn, làm cho Giang Sách đảm đương chủ nhân này. Xong. Toàn bộ xong. Ngay vừa mới rồi, Đàm Vĩnh Thắng còn cười nhạo Giang Sách trình độ không được, vĩnh viễn đấu không lại chính mình, hiện tại vẽ mặt tới quá nhanh. Giang Sách mỉm cười, nói rằng, Đàm gia chủ, ta trước nói qua, không nên cười quá sớm, có người khóc thời điểm. Đúng vậy, hiện tại Đàm Vĩnh Thắng thực sự rất muốn khóc. Đồng thời, nguyên bản đều đã phản bội Liễu Giang Sách Triệu Hải Nhân cùng Khương Lô Ly, cũng đều lộ ra nụ cười. Từng cái không lưu tình chút nào cười nhạo Đàm Vĩnh Thắng. Cảm tình bọn họ lời khi trước, toàn bộ đều là giả, đều là đang diễn trò. Không chỉ là vừa rồi, kỳ thực từ Đàm Thành Nghĩa được thả ra sau đó, vẫn đang diễn trò, đại gia giả bộ rất khẩn trương, rất chán trường, mâu thuẫn rất thâm, na cũng chỉ là diễn cho Đàm Vĩnh Thắng nhìn. Mà nội tâm của bọn hắn, vẫn luôn là ở vui vẻ a. Đàm Vĩnh Thắng lui về phía sau mấy bước. Nhìn những thứ này liên thủ lừa gạt mình người, tức giận phun phun ra một ngụm máu tươi. Tức thì nóng giận công tâm. Thông minh một đời Đàm Vĩnh Thắng, tính kế tính tới tính lui, làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại bị đám này hậu bối tính toán. Các ngươi đám khốn kiếp này. Đàm Thành Nghĩa vui vẻ nói rằng, ta là con trai ngươi, ta muốn là vương bát đản, vậy ngươi không phải là vương bát rồi. Đàm Vĩnh Thắng lại phun ra một ngụm máu tươi. Khí, thực sự khí a. Khương Lô Ly đi về phía trước một bước, hài hước nhìn Đàm Vĩnh Thắng, nói rằng, cáo già, ngươi sẽ không kỳ quái Giang Sách tại sao phải vẫn thất bại sao? Ngươi cùng Giang Sách giao thủ nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều thua, vì sao Đàm Thành Nghĩa lại có thể mỗi lần đều thắng, Đàm Thành Nghĩa thực sự so với Giang Sách lợi hại nhiều như vậy? Đàm Vĩnh Thắng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là hắn bị thắng lợi vui sướng cho che mắt. Hiện tại hắn tỉnh ngộ lại, Giang Sách cũng không phải là thực sự yếu, mà là một mực làm bộ thất bại, cố ý thua cho Đàm Thành Nghĩa mà thôi. Bởi vì Tinh Nguyệt Các chính là lấy Giang Sách danh nghĩa thành lập. Đàm Thành Nghĩa là vì Tinh Nguyệt Các làm việc, nói trắng ra là, cũng chính là cho Giang Sách đi làm. Giang Sách đem thịnh vui khoa học kỹ thuật, đầy sao các đều bại bởi Tinh Nguyệt Các, kỳ thực chính là đem mình tiền, từ bên trái túi tiền móc ra bỏ vào bên phải túi tiền mà thôi. Đối với Giang Sách mà nói căn bản một chút xíu tổn thất cũng không có. Không chỉ có như vậy, càng là đem Đàm gia đại lượng tài nguyên đều bộ qua đây, Đàm Vĩnh Thắng cho rằng thực sự đánh bại Giang Sách, đem quá nhiều tài nguyên đặt ở Tinh Nguyệt Các, thật tình không biết sớm đã bị Giang Sách, Đàm Thành Nghĩa cho liên hợp tính kế. Hiện tại, Tinh Nguyệt Các là tập hợp ba gia tộc lớn cùng với Thịnh Vui khoa học kỹ thuật mà thành một cái quái vật lớn, con vật khổng lồ này chủ nhân, chính là Giang Sách. Giang Sách,
lập tức nắm trong tay Đàm gia 8% 8 nhất trung văn võng, 10 tài nguyên. Cho nên, hiện tại Đàm gia trên mặt nổi gia chủ là Đàm Vĩnh Thắng, nhưng chân chính nắm giữ quyền phát biểu, đã là Giang Sách rồi. Đàm Vĩnh Thắng triệt để thua. Vì sao? Đàm Thành Nghĩa, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Ta là phụ thân của ngươi, ngươi phản bội ta, đi trợ giúp một cái giết chết con trai ngươi hung thủ. Đối mặt Đàm Vĩnh Thắng nộ xích, Đàm Thành Nghĩa cười ha ha. Hắn nói rằng, cáo già, ngươi thực sự đem người trong cả thiên hạ cũng làm thành là người ngu sao. Ở ngươi đem ta thả ra ngày nào đó, ta cũng biết ngươi ở đây gạt ta rồi. Năm đó ta chính là bị ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế giam lại, đồng dạng làm, ta sẽ không lên hai lần. Ngươi nói cho ta biết Quốc Đống là bị Giang Sách giết chết, ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Ta lúc đó làm ra một bộ phi thường thống hận Giang Sách bộ dạng, chỉ là vì thắng được tín nhiệm của ngươi, để cho ngươi đem ta đem thả đi ra a, ngu xuẩn. Dừng một chút, Đàm Thành Nghĩa còn nói thêm, đặc biệt ở ta lần đầu tiên cùng Giang Sách sau khi tiếp xúc, ta càng thêm xác định Giang Sách là vô tội. Đàm Vĩnh Thắng khó hiểu, làm sao xác định? Đàm Thành Nghĩa xuất ra một khối hình trăng lưỡi liềm, nói rằng, nếu như Giang Sách thật là sát hại Quốc Đống hung thủ, như vậy Quốc Đống cũng sẽ không đem khối này điếu trụy giao cho Giang Sách rồi. Nhìn khối kia điếu trụy, Đàm Vĩnh Thắng rơi vào trầm tư. Lại nói tiếp nực cười. Kỳ thực, khối kia điếu trụy vẫn là Đàm Vĩnh Thắng năm đó truyền cho Đàm Thành Nghĩa, sau lại Đàm Thành Nghĩa mới cho Đàm Quốc Đống. Đây là Đàm gia gia truyền điếu trụy. Ở Giang Sách đem điếu trụy len lén giao cho Đàm Thành Nghĩa một khắc kia, Đàm Thành Nghĩa cũng đã biết được tất cả, hắn bắt đầu từ lúc đó. Liền quyết định trợ giúp Giang Sách thượng vị, giết chết Đàm Vĩnh Thắng. Cho tới nay, bọn họ cũng chỉ là biểu hiện ra đối kháng, trên thực tế đã sớm thông đồng một mạch. Đàm Vĩnh Thắng không hiểu, hắn chất vấn, các ngươi là làm sao liên lạc. Rõ ràng cạnh ngươi tất cả đều là người của ta. Đàm Thành Nghĩa nói rằng, đúng vậy, bên cạnh ta tất cả đều là người của ngươi, hơn nữa ngươi ở đây trong nhà của ta cài đặt đặt máy nghe lén, camera. Hiện tại nắm trong tay ta tất cả hành động. Những thứ này ta đều biết, cho nên ta mới có thể giả trang ra một bộ đối với Giang Sách hận thấu xương dáng vẻ, làm cho ngươi bỏ đi cảnh giác a. Còn như ta theo Giang Sách là như thế nào hợp tác? Lúc này, Giang Sách chủ động vỗ tay một cái, lập khắc liền có người đem một ngụm sơn đen quan tài mang qua đây. Giang Sách nói rằng, Đàm Thành Nghĩa ở lần đầu tiên tới thời điểm, cho ta tặng một ngụm quan tài. Nhìn bề ngoài là muốn ác tâm ta, trên thực tế. Giang Sách đi tới đem nắp quan tài cho mở ra, dương quang chiết xạ dưới, có thể chứng kiến nắp quan tài trên xuất hiện từng hàng văn tự, đều là dùng đao khắc lên. Trước đây Đàm Thành Nghĩa tiễn quan tài, chính là muốn cùng Giang Sách đạt thành hợp tác, là tới đưa tin. Không chỉ có như vậy. Giang Sách còn xuất ra một phong bị đốt qua tin, nói rằng, cái này phong ấn khiêu chiến thư, cũng là Đàm Thành Nghĩa đưa cho ta. Ta tin tưởng ngươi cũng nhìn rồi. Phong thư này nội dung kỳ thực không có vấn đề ở chỗ tin trang giấy, chỉ cần dùng hỏa thiêu qua, sẽ có một bộ phận đốt không xong, hiển hiện ra nguyên bản không tồn tại chữ. Quan tài, đặc thù giấy viết thư, Giang Sách cùng Đàm Thành Nghĩa chính là đi qua rất nhiều loại này che giấu tai mắt người hành vi, mới có thể ở Đàm Vĩnh Thắng đông đảo hiểu biết cùng dưới sự theo dõi đạt thành hợp tác, liên hệ tin tức. Từ đầu đến cuối, Đàm Vĩnh Thắng đều bị tỏ ra xoay quanh, rõ ràng hai người kia đều nội ứng ngoại hợp rồi, hắn còn cái gì cũng không biết, thậm chí còn ngây thơ cho rằng Đàm Thành Nghĩa một mực vì hắn làm việc. Hắn, tính sai. Đàm Vĩnh Thắng lau mép một cái tiên huyết, hung hãn nói, các ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì có thể lật đổ ta, nói cho cùng, ta bây giờ còn là Đàm gia gia chủ. Ta có thể trưởng khống sinh tử của các ngươi, ta muốn đem Giang Sách từ Đàm gia tập đoàn cho trục xuất đi. Ta muốn thu hồi Tinh Nguyệt Các. Đàm Thành Nghĩa cười ha ha, nói rằng, chỉ sợ ngươi không có thời gian này. Ngươi có ý tứ. Đàm Thành Nghĩa vỗ tay một cái, tiếng hô, lão bà, đến ngươi phát huy. Một hồi tiếng bước chân từ hành lang truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân đi đến, Đàm Vĩnh Thắng triệt để trợn tròn mắt. Người nữ nhân này, chính là cái kia bị hắn phái người kê đơn, khiến cho thần trí không rõ với sầm. Nàng, bình phục. Ngày hôm nay phát sinh hết ý sự tình thật sự là nhiều lắm, Đàm Vĩnh Thắng đã trải qua nhất ba hữu nhất ba kinh hách,
đều nhanh cũng bị sợ thành kẻ ngu. Hắn hoảng sợ nhìn Vu Sầm, căn bản không dám tin tưởng cái này bị hạ độc nữ nhân, là thế nào đột nhiên khôi phục quá lai. Xem Vu Sầm na lóe ra tinh quang hai mắt, có thể khẳng định, nàng tuyệt đối là khôi phục. Đàm Vĩnh Thắng cắn răng, tự tay chỉ hướng Vu Sầm, sợ nói đều có chút lắp bắp, ngươi làm sao lại, thì không có sao. Lúc nói lời này, hắn lại nhìn một chút bên cạnh lão quản gia. Phụ trách cho Vu Sầm hạ độc là lão quản gia. Nếu như Vu Sầm không có việc gì, đó chính là lão quản gia có vấn đề, chẳng lẽ ngay cả theo chính mình mấy thập niên lão quản gia đều bán đứng mình. Không đến mức A. Kỳ thực cũng không phải là. Lão quản gia kia cùng Đàm Vĩnh Thắng giống nhau hoảng sợ, sợ đến chết khiếp. Hắn có thể khẳng định, đích thật là cho Vu Sầm dụng, mà khi thời dã nhất định là thay đổi choáng váng, sao bây giờ liền khôi phục quá lai rồi. Vu Sầm đi tới trước, lạnh như băng nói rằng, hai người các ngươi có phải hay không thật tò mò ta tại sao phải khôi phục quá lai? Không cần đoán, ta trực tiếp nói cho các ngươi biết, ta có thể khôi phục quá lai ít nhiều Giang Đồng trợ giúp. Giang Sách. Đàm Vĩnh Thắng nhìn về phía Giang Sách, lại là Giang Sách đang làm trò quỷ. Quả thực, lão quản gia đối với Vu Sầm bỏ thuốc, thầy thuốc khác đều là không giải được, toàn bộ kinh thành ngoại trừ Giang Sách, căn bản cũng không khả năng có người có thể hiểu mở độc kia thuốc. Đàm Thành Nghĩa đầu tiên nói rằng, ta mới vừa được thả ra, thê tử biến thành kẻ ngu si, ha ha, trên thế giới tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Hơn nữa cáo giả ngươi có phải hay không quên mất một việc, ngươi sử dụng loại độc chất này, năm đó ngươi đã cùng người khác dùng qua, ta cũng đã thấy rồi. Nói cách khác, Đàm Thành Nghĩa ngay từ đầu cũng biết Vu Sầm là bị Đàm Vĩnh Thắng bọn họ bỏ thuốc. Đàm Vĩnh Thắng sử dụng thủ đoạn nhỏ thật sự là nhiều lắm. Đưa tới cái hở cũng rất nhiều, ở Đàm Thành Nghĩa loại người thông minh này trước mặt, tùy tùy tiện tiện đã bị vạch trần. Đàm Thành Nghĩa lạnh rên một tiếng, nói rằng, cho nên ngươi tìm Giang Sách hỗ trợ giải độc. Nhưng ta không rõ, Vu Sầm lại không thấy ly khai gian nhà, Giang Sách cũng không có đi nhà ngươi xem bệnh, hắn làm sao cho Vu Sầm trị liệu. Cách không trị liệu không? Giang Sách nở nụ cười. Hắn giang hai tay ra nói rằng, ai nói ta chưa từng đi Đàm Thành Nghĩa ra. Ngươi đi qua, từ lúc nào, đang ở mắt của ngươi ra dưới A, còn nhớ rõ ngày nào đó có một toàn thân xú hồng hồng lão bác sĩ sao? Trong nháy mắt, Đàm Vĩnh Thắng liền biết, cái kia xú hồng hồng lão bác sĩ chính là Giang Sách ngụy trang. Giang Sách ngụy trang thành rồi lão bác sĩ đi Đàm Thành Nghĩa trong nhà, sau đó cho Vu Sầm nhìn bệnh. Không chỉ nhìn rồi bệnh, còn làm bộ nói xem không tốt. Sợ bị Đàm Vĩnh Thắng phát hiện đầu mối. Thủ đoạn của bọn họ thật sự là quá bí ẩn rồi. Vì đối phó Đàm Vĩnh Thắng con lão hồ ly này, Giang Sách cùng Đàm Thành Nghĩa mỗi một lần hành động đều là trải qua tiểu tâm tư kiểm tra, cẩn thận suy tính. Đàm Vĩnh Thắng thua không phải oan uổng. A, à, Đàm Vĩnh Thắng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nội tâm tuyệt vọng không gì sánh được. Ha ha, ha 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 ha. Các người bọn nhóc con này a. Vì đối phó ta, dĩ nhiên có thể làm được tình trạng này, lão nhân ta là không thể không phục a. Nhưng các ngươi như thế tâm cơ thì thế nào? Ta còn giống nhau là chủ nhà họ Đàm, chỉ cần ta không chết, các ngươi liền đoạt không đi chỗ ngồi của ta. Các ngươi bây giờ ưu thế, sớm muộn gì còn có thể bị ta cướp về. Đàm Thành Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói rằng, cáo giả đầu óc ngươi là thật không dễ xài rồi không? Vừa mới ta đã nói. Ngươi không có thời gian như vậy rồi. Ngươi có ý tứ. Rất ý tứ đơn giản a, ta chuẩn bị đem ngươi đưa vào trong cục cảnh sát mặt. Ngươi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng, Đàm Thành Nghĩa nhìn Vu Sầm liếc mắt. Vu Sầm đi tới trước nói rằng, 720.617, mấy cái chữ này là quốc đống ở trước khi qua đời nhiều lần theo ta cường điệu, để cho ta vững vàng nhớ. Kỳ thực không cần đi nhớ kỹ. Mấy cái chữ này là Thành Nghĩa sinh nhật của hắn, ta vốn là nhớ kỹ. Ta duy nhất không hiểu là, quốc đống tại sao muốn đặc biệt cường điệu mấy cái chữ này. Hơn nữa quốc đống ở qua đời trước từng theo ta đề cập tới, hắn nắm giữ lấy đối với ngươi vô cùng bất lợi chứng cứ này tựa hồ liền cùng 720.617 có quan hệ. Sau lại ta ở quốc đống trong phòng mặt phát hiện một cái quỹ bảo hiểm, giấu ở hắn dưới giường một mảnh đất cục gạch phía dưới. Ở quốc đống còn nhỏ thời điểm,
liền thích đem đồ chơi núp ở nơi đó mặt, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có đổi qua. Khi ta đem 720.617 đưa vào sau đó, liền mở ra quỹ bảo hiểm, do đó lấy ra đồ vật bên trong, cáo giả, người đoán bên trong lấy chính là cái gì? Đàm Vĩnh Thắng nuốt nước miếng một cái, không nói chuyện. Vu Sầm tiếp tục nói, là một cái u mâm. Đàm Vĩnh Thắng mồ hôi lạnh trên trán xuống, trên mặt đều là thần sắc sợ hãi, u mâm, cái này u mâm tuyệt đối là đối với hắn có tổn thương to lớn, bằng không Đàm Quốc Đống sẽ không giấu bí ẩn như vậy. Lúc này, Giang Sách vỗ tay phát ra tiếng. Bí thư Mầm Đồng ngầm hiểu, đi quốc lộ đem một máy vi tính sách tay cầm tới, sau khi mở ra, từ một sấp văn kiện bên trong mở ra một cái video văn kiện. Là dùng điện thoại di động chụp lén video văn kiện, hình ảnh cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra trong tranh nhân chính là Đàm Vĩnh Thắng. Trong video dung tương đương dọa người, Đàm Vĩnh Thắng từ phía sau ghìm chặt rồi Khương Tông toàn cổ, sau đó đem vật cầm trong tay cây kéo dơ lên thật cao, hung hăng đâm vào Đàm Vĩnh Thắng trái tim bên trong. Người, phải chết lập tức. Khương Lô Ly đứng ra nói rằng, Đàm Vĩnh Thắng, người giết hại ta đại bá. Bút chướng này ta với ngươi không để yên. Đây chính là lời xã giao. Kỳ thực Khương Lô Ly phi thường thống hận Khương Tông Toàn, đã sớm cùng Khương Tông Toàn thủy hỏa bất dung, nhưng bây giờ tình huống không giống nhau. Khương Tông Toàn là bị Đàm Vĩnh Thắng cho giết chết. Na Khương Lô Ly nhất định phải cùng Khương Tông Toàn quan hệ tốt, bang Khương Tông Toàn báo thù rửa hận. Chỉ cần có thể diệt trừ Đàm Vĩnh Thắng, Khương Lô Ly không ngại cùng chết đi đại bá hòa giải. Giang Sách nói rằng, cái video này là chúng ta bị phân, U Mâm đã giao cho cảnh sát, tin tưởng rất nhanh cảnh sát sẽ tới bắt ngươi. Đàm Vĩnh Thắng, ngươi liền chuẩn bị vào cục cảnh sát A. Chờ ngươi sau khi đi vào, chủ nhà họ Đàm vị trí liền trống đi ra, đến lúc đó ngươi cho rằng Đàm gia biết rơi vào trong tay của người nào. Đàm Vĩnh Thắng triệt để thua. Hắn vẫn coi thường những thứ này hậu sinh vãn bối, cho rằng bọn họ không đủ thông minh, không đủ trơn tru. Nhưng chính là những thứ này bị xem thường hắn hậu sinh vãn bối, liên thủ bắt hắn cho giết. Bị chính mình coi thường nhân cho giết, đây là bao nhiêu châm chọc. Càng thêm châm chọc là, Đàm Thành Nghĩa là của hắn thân nhi tử, Đàm Quốc Đống, Giang Sách đều là cháu trai ruột của hắn. Đàm Vĩnh Thắng con này giảo hoạt không được cáo già, cuối cùng là thua ở con cháu đời sau của mình trên tay, thực sự là oan nghiệt a. Đàm Vĩnh Thắng đặt mông ngã ngồi ở ghế trên. Giở khóc giở cười. Cùng thiên đấu, cùng mà đấu, lấy chồng đấu. Hắn đấu cả đời, cuối cùng đem Đàm gia quyền to cho đấu không có, đem mình đấu vào cục cảnh sát, cuộc đời của hắn hai chữ hình dung, thất bại. Đàm Vĩnh Thắng thất bại là chính hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lão quản gia đứng ở một bên âm thầm sức sống, nếu như hắn có thể sớm một chút phát hiện dị thường nói, có thể hiện tại thì không phải là loại tình huống này rồi. Các ngươi vô liêm sỉ. Lão quản gia tự tay móc ra một bả dao gọt trái cây, các ngươi đều là Đàm gia hậu nhân, lại liên thủ lại hại Đàm gia gia chủ, các ngươi còn có người tính sao? Nhân tính. Chính là bởi vì có nhân tính, cho nên mới phải đem Đàm Vĩnh Thắng cho đấu suy sụp. Đàm Thành Nghĩa nói rằng, Đàm Vĩnh Thắng đem ta đóng nhiều năm như vậy, tính người của hắn rồi. Đàm Vĩnh Thắng bức tử con ta thời điểm, tính người của hắn rồi. Đàm Vĩnh Thắng cho ta lão bà hạ độc thuốc thời điểm, tính người của hắn rồi. Hiện tại ngươi theo ta tiếng người tính, không khỏi quá đôi ngọn đi. Lão quản gia mắng, hắn có nữa sai, đó cũng là ba ba ngươi. Quân muốn thần chết thần không thể không chết, phụ dây bằng giả vong tử không thể không vong. Đàm Thành Nghĩa nở nụ cười, thu hồi ngươi bộ kia ngu trung ngu hiếu xiếc, ta Đàm Thành Nghĩa không để mình bị đẩy vòng vòng. Phản, phản, triệt để phản. Lão quản gia quơ dao găm, ta muốn giết người cái này bất trung bất hiếu ác đồ. Hắn đem dao găm đâm về phía Đàm Thành Nghĩa. Nhưng một cái tao lão đầu tử, được bao nhiêu sức chiến đấu. Giang Sách khoát tay đem hắn dao găm cho đánh bay ra ngoài, theo sát mà mở u bàn tay ở lão quản gia trên lưng vỗ xuống, lão quản gia liền nằm trên đất. Lão quản gia gào khóc. Hắn đối với Đàm Vĩnh Thắng trung thành và tận tâm. Đời này nguyện vọng lớn nhất đó là có thể làm cho Đàm Vĩnh Thắng an hưởng tuổi già, ai có thể nghĩ đến, cái này nguyện vọng duy nhất đều rơi vào khoảng không. Lão gia, xin lỗi a, là ta vô năng,
bảo hộ không tốt ngươi. Giống như ngu như vậy trung nhân không nhiều lắm. Lão quản gia đem chính mình đầu hung hăng đụng vào trên sàn nhà, bịch một tiếng, bể đầu, bị mất mạng. Lão quản gia chết, trở thành ép vỡ Đàm Vĩnh Thắng cuối cùng một cây rơm rạ. Hắn thở dài một hơi, không nói gì cả, tuyệt vọng ngồi ở ghế trên, đợi xét xử đã tới. Rất nhanh, cảnh sát chạy tới Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, đem Đàm Vĩnh Thắng mang đi, thuận tiện mang đi lão quản gia thi thể, hai cái này làm nhiều việc ác nhân, rốt cuộc đến rồi sở hữu báo ứng. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Hai người bọn họ đều là mình làm ác bỏ ra giá thê thảm. Kinh thành thế cục, triệt để thay đổi. Trong mấy ngày kế tiếp, kinh thành xảy ra long trời lỡ đất biến hóa lớn. Đầu tiên, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chính thức tuyên bố phá sản, chủ tịch Giang Sách tạm rời cương vị công tác, Thịnh Nhạc khoa kỹ năng chỉ còn lại có một cái trống rỗng. Đang ở mọi người đều cho rằng Giang Sách chán nản hơn rời khai kinh thành thời điểm, quái sự phát sinh. Đàm gia gia chủ Đàm Vĩnh Thắng bởi vì kẻ khả nghi sát nhân, bị cảnh sát khởi tố. Đàm gia gia chủ một vị, liền trống đi ra. Tất cả mọi người đều cho là Đàm Thành Nghĩa biết kế nhiệm chức gia chủ, nhưng lúng túng là, Đàm Thành Nghĩa đã bị Đàm Vĩnh Thắng trục xuất Đàm gia, căn bản tọa không phải Liễu Đàm gia gia chủ vị trí. Kia vị trí giao cho người nào? Càng thêm khôi hài một màn xảy ra, Đàm gia gia chủ vị trí, từ Tinh Nguyệt các chủ tịch tới nhận chức. Tinh Nguyệt các hiện nay nắm trong tay Đàm gia 80% tài nguyên, có thể nói, Tinh Nguyệt các đã sắp muốn giỏi hơn Đàm gia trên rồi. Nhưng từ trên lý thuyết mà nói, Tinh Nguyệt các dù sao vẫn là Đàm gia công ty con. Chi nhánh công ty người, dựa vào cái gì đảm đương Đàm gia gia chủ? Trừ phi bọn họ chủ tịch là Đàm gia người. Tiếp lấy, khiến cho mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc sự tình phát sinh Tinh Nguyệt các nhân vật chính bày, lại chính là Giang Sách. Cái kia đem Thịnh Nhạc khoa kỹ năng, đầy sao các làm cho suy sụp Giang Sách. Hắn chẳng những không có rời khai kinh thành, ngược lại biến hóa nhanh chóng, trở thành Tinh Nguyệt các chủ tịch. Đồng thời liền giải quyết rồi một cái vấn đề khác. Giang Sách, hắn là danh chính ngôn thuận người nhà họ Đàm, hắn chính là Đàm Vĩnh Thắng cháu trai ruột. Kể từ đó, vô luận là tòng quyền lực mà nói, hay là từ huyết thống mà nói, Giang Sách đều có tư cách đảm đương Đàm gia gia chủ. Vì vậy lịch sử tính một màn sinh ra. Đàm gia thành lập trên trăm năm, lần đầu tiên từ họ khác người đảm đương Liễu Đàm gia gia chủ. Đương nhiên cũng có người phản đối, nhưng vô ích, Giang Sách quyền thế quá, hơn nữa huyết thống cũng thuần khiết, người phản đối cũng chỉ là phí công. Giang Sách, từ một cái chán nản sự thất bại ấy, lập tức xoay người trở thành Liễu Đàm gia gia chủ. Đây là làm cả kinh thành người không có nghĩ tới. Quá khoa trương. Sự tình còn chưa kết thúc. Giang Sách giữ chức Đàm gia gia chủ sau đó, một cái cạn món làm cho cả Đàm gia đều không còn gì để nói sự tình, hắn tuyên bố từ nay về sau Đàm gia đổi họ Giang. Nói cách khác, kinh thành về sau không còn có Đàm gia. Có, chỉ là Giang gia. Ba gia tộc lớn, trở thành Giang gia, Triệu gia cùng Khương gia, còn như Đàm gia, liền trở thành lịch sử khách qua đường, vội vã tiêu thất. Đồng thời cái này mới ba gia tộc lớn vô cùng đoàn kết. Giang Sách cái này chủ tịch, cùng Triệu gia, Khương gia quan hệ đều duy trì tương đối tốt. Kinh thành, từ nguyên lai mỗi ngày đều lục đục với nhau, biến thành lẫn nhau đoàn kết tràng diện, tuy là vẫn có rất nhiều thế lực khác, nhưng vô luận thế lực kia, đều tuyệt đối lay động không được Giang, Triệu, Khương tam gia thế lực. Kinh thành, từ đó tiến nhập tam gia liên hiệp lịch sử giai đoạn. Giang Sách trở thành kinh thành danh chính ngôn thuận đệ nhất nhân. Cái thế anh hùng, đương thời có 102. Kinh thành, Mộ Viên. Giang Sách đi theo phụ thân Giang Hàn Phi bên người, hai người cùng nhau đứng ở một cái mộ bia trước mặt của, nhìn trên mộ bia hắc bạch ảnh chụp, hai cha con cũng không có một câu nói. Cái này mộ bia, là Giang Hàn tầm đích. Cũng chính là Giang Sách nhị thúc. Hai cha con đứng ở trước mộ bia, nghỉ chân mà đứng, hồi lâu. Giang Hàn Phi mới chậm rãi mở miệng nói, nhị đệ, ngươi nhiều năm trước tới nay tâm nguyện, Sách Nhi rốt cục giúp ngươi hoàn thành. Từ nay về sau, trên đời không còn có Đàm gia, có chỉ là Giang gia. Ngươi dưới suối vàng biết, cũng nên yên nghỉ, dễ dàng, ngươi cho mẹ ta mang câu, nói cho nàng biết, năm đó vứt bỏ vợ ác đồ, rốt cục bị báo ứng. Nói xong,
hắn điểm ba cái hương, cắm vào trước mộ bia bên trong lư hương. Giang Hàn Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay kinh thành, hôi mông mông, tùy thời có thể trời mưa dáng vẻ. Hắn nói rằng, Sách Nhi, chúng ta rốt cục có thể trở về nhà. Giang Sách gật đầu. Hắn đi về phía trước một bước, hướng về phía mộ bia lạy bái, nói rằng, nhị thúc, đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm xong rồi, ngươi có thể yên tâm đi, tất cả ân ân oán oán lúc đó xóa bỏ. Năm đó Đàm Vĩnh Thắng lưu lại khoản nợ, đến rồi Giang Sách thế hệ này, xem như là triệt để kết toán rõ ràng. Giỏi về hữu nghị báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Đàm Vĩnh Thắng vứt bỏ vợ đại giới, chính là làm cho cả Đàm gia từ nơi này trên thế giới tiêu thất, nếu như hắn biết điểm này nói, ước đoán năm đó cũng sẽ không khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Thế sự tạo hóa, không phải do người. Ở mộ viên bên kia, Đàm Thành Nghĩa cùng với Sầm cùng nhau, cũng đứng ở một cái mộ bia trước mặt của, hai vợ chồng trên mặt đều treo đầy nước mắt. Cái này mộ bia chính là bọn họ hài tử Đàm Quốc Đống. Vì cứu ra cha của mình, Đàm Quốc Đống ở Đàm Vĩnh Thắng bên người chịu nhục nhiều năm như vậy, cuối cùng càng là vì bảo hộ Giang Sách mà lựa chọn mình hy sinh. Có thể nói, chính là bởi vì Đàm Quốc Đống hy sinh, chỉ có đổi Liễu Đàm Thành Nghĩa ra tù, cũng mới có Liễu Đàm Thành Nghĩa cùng Giang Sách liên thủ hợp tác. Đàm Quốc Đống là mở ra thắng lợi cửa nam một cái chìa khóa. Đáng tiếc là, hắn hao hết tánh mạng của mình mới đánh mở na phiến thắng lợi đại môn, cửa mở ra sau, hắn đều không kịp nhìn một cái rồi đi rồi. Đàm Thành Nghĩa đem một bó hoa tươi đặt ở trước mộ bia. Quốc Đống, xin lỗi phụ thân đến trễ như thế, mấy năm nay ngươi một mực đang khổ cực tìm tung tích của ta, kỳ thực ta mỗi lần đều muốn nói cho ngươi biết, không nên tìm rồi, ngươi nên có chính ngươi tương lai. Đáng tiếc thanh âm của ta vẫn truyền lại cũng không đến phiên ngươi bên người. Vì cứu ra ta, ngươi tuyển trạch hy sinh chính mình, làm cho vi phụ ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng giường nào chết là ta, mà không phải ngươi, Quốc Đống. Đàm Thành Nghĩa nước mắt rơi như mưa, gắt gao ôm ở thê tử với Sầm. Với Sầm đã sớm khóc khuôn mặt nói đều không nói ra được. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể tiếp thu Đàm Quốc Đống đã bị hỏa hoạn đốt chết sự thực, nàng hy vọng giường nào đây là vừa ra trò khôi hài, là một cái ác ý vui đùa. Nhưng, đây cũng là sự thực. Trượng phu đi ra, con trai chết, kết cục như vậy đối với Sầm mà nói, tuyệt đối chưa tính là tốt. Nhưng là không phải xấu nhất a. Chỉ có thể nói, trên đời không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Được chăng hay chớ? Ở Giang gia chính thức thành lập sau đó, Giang Sách tìm gần một tháng thời gian tiến hành chỉnh đốn. Ba gia tộc lớn chuyện nghiệp chỉnh hợp đến cùng một chỗ, cộng đồng kiếm tiền. Đồng thời, Giang Sách nhớ nhà. Hắn hoài niệm cái kia vẫn còn ở Giang Nam khu thê tử Đinh Mộng Nghiên, coi như, rời nhà đã hơn 9 tháng, Đinh Mộng Nghiên cũng mau muốn sinh. Sự tình với hắn tưởng tượng giống nhau như đúc. Trên một giây hắn còn đang suy nghĩ vợ sự tình, một giây kế tiếp hắn liền nhận được điện thoại, nói Đinh Mộng Nghiên sắp sinh, làm cho hắn nhanh đi về. Giang Sách hoàn toàn đáp ứng. Cách khai kinh thành bay trở về Giang Nam khu trước, hắn làm sau cùng bộ thự. Đầu tiên, hắn đem Giang Hàn Phi cùng Mặc Cho Chỉ Lan giữ lại. Giang Hàn Phi nhiều năm như vậy vẫn luôn sinh hoạt tại kinh thành, đã quen thuộc, Giang Sách cho hắn thu xếp ổn thỏa, lại do Mặc Cho Chỉ Lan phụ trách chiếu cố, căn bản là không có vấn đề. Công ty phương diện, Giang Sách đem Mộc Dương đưa một cái điều trở về, phụ trách toàn bộ Giang gia đưa vào hoạt động, đồng thời cũng sắp cừu trắng cho giữ lại, phụ trách cho Mộc Dương giúp đỡ một chút. Một mặt là để cho bọn họ lẫn nhau hợp tác, bảo đảm vô sự. Về phương diện khác, cũng là bởi vì cừu trắng đã khi kết hôn, cũng không thể theo Giang Sách trở về Giang Nam khu, do đó cùng thê tử Quân Nhàn xa nhau a. Toàn bộ đều giao phó xong sau đó, Giang Sách làm một chuyện cuối cùng ở Giang Nam khu thành lập Giang gia phân bộ. Đặt tên là Giang Sơn Ấn. Giang Sơn Ấn tập đoàn là kinh thành Giang gia ở Giang Nam khu phân bộ, thực lực hùng hậu, từ Giang Sách tự mình đảm nhiệm chủ tịch, toàn quyền trưởng khống. Đến tận đây, Giang Sách là có thể an tâm rời khai kinh thành. Ở phi trường, Giang Sách cùng Khương Lô Ly, Văn Vân Chi, Triệu Hải Nhân, Đủ Mây Mỹ từng cái ôm nói lời từ biệt.
Hồng hội hiệu thuốc Mạc gia phụ tử cũng đến đây nói lời từ biệt. Đương nhiên, nhất luyến tiếc Giang Sách chính là hai nữ nhân, một cái bí thư mầm đồng, một người là Triệu gia tiểu thư Triệu Dung. Thẳng đến gần nhất, Triệu Dung mới biết được thì ra Giang Sách đã khi kết hôn. Một cảm giác mất mát to lớn tự nhiên mà sinh. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Chỉ có chúc phúc. Đang cùng mọi người từng cái nói lời từ biệt sau đó, Giang Sách cô độc xoay người rời đi, ở mọi người nhìn kỹ phía dưới, ly khai náo nhiệt này phi phàm kinh thành. Giang Sách, ly khai. Gặp lại sau, kinh thành, đã trở về, Giang Nam. Làm Giang Sách trở lại Giang Nam khu thời điểm, đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Nghe cố hương bùn đất hương thơm, có một loại không nói được thống khoái cảm giác, cả người đều trẻ vài tuổi giống nhau. Tâm tình thật tốt. Giang Nam khu này các lão bằng hữu không biết hiện tại ở qua thế nào. Sắp xỉ 10 tháng chưa có trở về, cũng không biết bây giờ Giang Nam khu, cùng lúc đó lúc rời đi, khác biệt có lớn hay không. Giang Sách kêu một chiếc xe taxi, phi thường khiêm tốn trở về nhà. Danh Uyển tiểu khu 33 hào, hơi có chút cũ nát biệt thự nhỏ, nơi này chính là thê tử Đinh Mộng Nghiên nhà, cũng là Giang Sách cả ngày lẫn đêm đều ở đây tư niệm ra. Lão bà, ta đã trở về. Giang Sách đi tới cửa, đang định đi qua gõ cửa, kết quả môn chính mình liền mở ra. Chẳng lẽ người nhà chứng kiến mình? Nhưng mà cũng không phải là. Nhạc phụ Đinh Khải Núi cùng nhạc mẫu Tô Cầm cùng nhau đem Đinh Mộng Nghiên cho nâng đi ra, Đinh Phong Thành mấy người cũng ở bên cạnh hỗ trợ, đem Đinh Mộng Nghiên cho đỡ lên xe, nhìn dáng vẻ là muốn sinh. Giang Sách lại càng hoảng sợ, chạy mau tiến lên hỗ trợ. Hắc, Giang Sách, người đến nhà. Đinh Phong Thành kích động hỏi, làm Đinh Mộng Nghiên nhị ca, trong khoảng thời gian này Đinh Phong Thành một mực trợ giúp Đinh Mộng Nghiên một nhà. Có thể nói, ở Giang Sách rời đi trong khoảng thời gian này, là Đinh Phong Thành một người khởi động toàn bộ Đinh gia. Dù sao Đinh Phong Thành là bây giờ Đinh gia gia chủ. Đã trở về. Giang Sách trả lời phi thường ngắn gọn, trực tiếp ngồi trên xe, cầm thê tử Đinh Mộng Nghiên tay. Giờ khắc này, Đinh Mộng Nghiên cảm giác ấm áp rất nhiều. Lão công, nguyên bản sợ không thôi Đinh Mộng Nghiên, vào giờ khắc này tỉnh táo rất nhiều, cũng không sợ có Giang Sách bên người, nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Giang Sách lập tức quát, nhanh lái xe, đi bà mẹ và trẻ em y viện. Đinh Phong Thành đạp cần ga một cái, hướng phía bà mẹ và trẻ em y viện lái đi, xem cái này tư thế, Đinh Mộng Nghiên tối nay là nhất định phải sinh, không thể không nói. Giang Sách trở về thật đúng là thời điểm, có thể bồi sinh, nhìn hài tử sinh ra. Nếu như muộn trở về một hai ngày, ước đoán hài tử tự ra sinh. Rất nhanh xe liền lái đến bà mẹ và trẻ em y viện, người một nhà vội vàng muốn hướng bên trong bệnh viện mở, ai biết có một nhóm lớn người đem y viện cản lại, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ân, Đinh Phong Thành đạp phanh lại, thò đầu ra hỏi, chuyện gì xảy ra a? Đối diện đi tới một cái cánh tay Trần Đại Hán, hung hãn nói, cút ngay, đêm nay Hào thiếu lão bà phải ở chỗ này sinh sản, tất cả mọi người cấm xuất nhập. Cái này gọi là đạo lý gì? Hào thiếu lão bà muốn sanh con, người khác liền không thể ở chỗ này sanh con rồi. Nơi này là Giang Nam khu tốt nhất bà mẹ và trẻ em y viện, mỗi ngày không biết lại có bao nhiêu người đều phải tới nơi này sanh con, hắn làm thành như vậy, người khác làm sao bây giờ? Đinh Phong Thành quay đầu nhìn xuống, phát hiện trừ mình ra, còn rất nhiều xe cũng đều dừng ở bà mẹ và trẻ em cửa bệnh viện, ở xảo xảo nháo nháo. Trong đó có phụ nữ đều phải sinh, chính là chết sống vào không được y viện. Phụ nữ kia người nhà gấp quỵ ở bà mẹ và trẻ em cửa bệnh viện, hướng về phía này ác hán dập đầu. Van cầu các ngươi, thả chúng ta vào đi thôi, lão bà của ta muốn sinh. Đối mặt người khác thỉnh cầu. Này ác hán không có chút nào đồng tình tâm, một cước liền đem nam tử kia cho đạp bay, còn bổ sung một câu, lão bà ngươi muốn sinh chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Cũng không phải ta làm lớn. Không làm nhân sự còn chưa tính, còn nói lời ác độc, những người này còn có thể xem như là người sao. Hiện trường là tiếng oán than dậy đất, tiếng mắng một mảnh. Cũng mặc kệ ngươi làm sao mắng, nhân gia chính là không để cho mở, ngươi không có biện pháp nào. Có vài người muốn xông vào đi, kết quả này ác hán quơ khảm đao lại tới, đem vài cái nam cho chém nhào trên mặt đất, tiên huyết tiêu xạ. Vào lại vào không được,
đánh lại đánh không lại. Ngoại trừ khóc, thật là không có biện pháp nào. Chứng kiến hiện trường cục diện, Giang Sách khẽ nhíu mày, chính mình lúc rời đi không phải là thịnh thế Thái Bình sao? Ngắn ngủi thời gian 10 tháng, Giang Nam khu tựu ra phát hiện mạnh mẽ như vậy ác thế lực. Hỏi hắn, cái này Hào Thiếu là ai? Làm sao lại lớn như vậy gan chó, dám một mình bao y viện? Ninh Phong Thành thở dài, nói rằng, người không biết, cái này Hào Thiếu là Giang Nam khu thế lực mới vẽ thượng tập đoàn chủ tịch con trai, tên là Thân Hào, có quyền thế, người bình thường căn bản là không thể trêu vào. Vẽ thượng tập đoàn sản nghiệp trải rộng toàn bộ Giang Nam khu, các ngành các nghề đều thẩm thấu. Ngay cả chúng ta Giang gia, cũng có rất nhiều nơi đều cần dựa vào vẽ thượng tập đoàn mới có thể chữ hàng, vẽ thượng tập đoàn chính là một viên đại thụ che trời, Giang Nam khu những công ty khác chính là chỗ này thân cây lá cây. Không có vẽ thượng tập đoàn, tất cả mọi người được chơi xong. Lợi hại như vậy. Thứ này cũng ngang với vẽ thượng tập đoàn hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Giang Nam khu mạch máu kinh tế, vậy còn không chính là thổ hoàng đế. Giang Sách hỏi, vẽ thượng tập đoàn lai lịch gì? Làm sao lại có thể ngắn ngủi trong vòng 10 tháng kinh tế chiếm lĩnh Giang Nam khu? Ninh Phong Thành nhún vai, cái này ta cũng không biết ha, bằng vào ta năng lực vẫn không thể điều tra ra cái này sau lưng đồ đạc, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, theo vẽ thượng tập đoàn đi a. Quay đầu trở lại, Đinh Phong Thành còn nói thêm, đêm nay Thân Hào đặt bao hết, theo ta thấy, là không có khả năng đi vào đi, Giang Sách, chúng ta vẫn là nhanh lên đổi một nhà khác y viện a. Dựa vào cái gì? Giang Sách nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói rằng, nơi này là tốt nhất bà mẹ và trẻ em y viện, có ưu tú nhất bác sĩ, Mộng Nghiên cũng một mực nơi đây xem bệnh chẩn đoán bệnh, tư liệu của nàng số liệu đều ở chỗ này, làm sao có thể nói đổi liền đổi. Ta cũng biết, có thể, Ninh Phong Thành chỉ bên ngoài, ngay bây giờ cục diện này, có thể làm sao bây giờ? Giang Sách lạnh rên một tiếng, đẩy cửa ra đi xuống. Hắn cũng không phải là Ninh Phong Thành, không phải này thông thường tiểu dân chúng, Tu La chiến thần chưa bao giờ sẽ đối với ác thế lực cúi đầu. Chứng kiến Giang Sách đi ra ngoài, Ninh Phong Thành cũng biết đại sự không ổn. Hắn nhanh lên cũng đẩy cửa đi ra ngoài, kéo lại Giang Sách cánh tay. Uy, ngươi không nên sằng bậy a, ngươi bây giờ đã không phải là Tu La chiến thần rồi, ngàn vạn lần không nên cùng Thân Hào loại người như vậy đối kháng chính diện. Cho rằng trước đây Giang Sách rời đi Giang Nam khu thời điểm, là đem Tu La chiến thần chức vị sa thải, cho nên bây giờ toàn bộ Giang Nam khu người đều cho rằng Giang Sách đã sớm là một người thường. Bọn họ căn bản không biết, Giang Sách ở kinh thành lại đem Tu La chiến thần danh hào cho cầm trở về. Giang Sách vỗ nhẹ nhẹ mở Đinh Phong Thành tay, nói rằng, ta muốn làm như thế nào, trong lòng ta đều biết. Tâm lý nắm chắc. Nhìn ngươi như vậy, như là tâm lý nắm chắc sao? Đinh Phong Thành tâm đều treo đến rồi cổ họng, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ thấy Giang Sách từng bước đi hướng này ác hán. Ngươi, cút về, một tên trong đó ác hán chỉ vào Giang Sách mắng. Nhưng mà Giang Sách bước chân của căn bản cũng không có dừng lại. A hát, không nghe lời đúng vậy. Ác hán quơ khảm đao liền đi qua đây, không nói hai lời, đánh đao chém liền, to lớn khảm đao hướng về phía Giang Sách cánh tay liền chém xuống phía dưới. Na ác hán chính là muốn cho Giang Sách nhất điểm nhan sắc nhìn, đồng thời cũng là giết gà dọa khỉ, để những người khác cùng Giang Sách nhất dạng không tán thưởng đều bị hù được, đó cũng không có người dám nháo sự. Nhưng bọn hắn lầm đối tượng. Giang Sách cũng không phải là này thông thường tiểu dân chúng, càng không phải là cái loại này chỉ biết đứng tại chỗ bị chặt phế vật. Tu La chiến thần, khí động bát phương. Giang Sách nhất giơ tay lên, trực tiếp đã đem đối phương đại khảm đao nắm rồi, na ác hán còn muốn di chuyển một phần một chút nào đều làm không được. Khí lực của song phương chênh lệch quá lớn. Ngươi, chết tiệt. Giang Sách nhất đem đoạt lấy khảm đao, đường ngang tới vừa bổ. Trực tiếp đem nã ác hán cánh tay cho đánh cho rớt xuống đất. Trong nháy mắt, hiện trường phát ra giết lợn vậy tiếng kêu thảm thiết. Ngạch a, đừng xem nã ác hán vừa mới còn rất ngông cuồng, lúc này lại cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, đau gào khóc kêu loạn. Ân, những người khác chứng kiến một màn như thế, đều hách liễu nhất đại khiêu. Ác hán những đồng bạn rất nhanh thì phản ứng lại, từng cái quơ đại khảm đao vào tới. Nhưng bọn hắn như thế nào là chiến thần đối thủ?
chợt hiện chuyển xê dịch trong lúc đó, Giang Sách giơ tay chém xuống, từng cái cánh tay liền toàn bộ đô rớt xuống đất, những người đó thống khổ hét thảm lên. Hiện trường giống như là đại hình lò sát sinh, mùi máu tươi mười phần. Xa xa Đinh Phong Thành chứng kiến một màn như thế, không khỏi lắc đầu, xong, cái này thực sự xong. Giang Sách đem nhiều người như vậy đều chém, cùng thân hào sống núi xem như là triệt để kết làm, về sau sợ là phải làm phiền không ngừng rồi. Đừng nói về sau, hiện tại thì có phiền phức. Đang ở một đám ác hán bị chặt lật trên mặt đất sau đó, không đợi những người khác vui vẻ bao lâu, một chiếc lại một chiếc bạch sắc diện bao xa lái tới, sắp hiện ra chàng cho bao bọc vây quanh. Càng nhiều hơn ác hán vọt xuống tới. Bọn họ toàn bộ đô là vẽ thượng tập đoàn tay chân, phụ trách giữ gìn trị an, trước bị chặt lật toàn bộ đô là bọn hắn huynh đệ. Một đoàn tay chân vọt xuống tới. Nhìn dáng vẻ, được có 40-50 người, một đại quần nhân hướng về phía Giang Sách đi tới, từng cái dáng vẻ hung thần ác sát, rất khó dây vào. Đinh Phong Thành luống cuống. Cái này có thể trách chỉnh, Giang Sách lợi hại hơn nữa, cũng không thể một cái đánh mười mấy cái a. Ta đều nói không nên vọng động, không nên vọng động, bây giờ người ta đại bộ đội đến rồi, người có thể làm sao bây giờ? Giang Sách a Giang Sách, người làm sao luôn vọng động như vậy a? Đinh Phong Thành gấp đến độ dậm chân, có lòng hỗ trợ, nhưng nghĩ đến chính mình tay chân lèo khèo, có thể giúp gấp cái gì a? Đối phương người nhiều như vậy, coi như là lập tức báo nguy cũng không tế với sự tình. Các loại cảnh sát tới, ước đoán Giang Sách đều đã bị người ta cho băm thành thịt bầm a. Làm sao bây giờ? Đang ở Đinh Phong Thành vạn phần nóng nảy thời điểm, hết ý tình huống xảy ra. Đột nhiên, trên bầu trời bay tới từng chiếc một phi cơ trực thăng, ong ong ong, được có hơn 10-20 giá dáng vẻ, đồng thời mỗi một chiếc máy bay trực thăng mặt trên đều có người ghim súng, hướng về phía dưới nam một đại quần nhân. Cái này, đây là chụp tốt lai ổ tảng lớn sao? Tất cả mọi người hách liễu nhất đại khiêu, nhao nhao tìm địa phương trốn đi, căn bản cũng không dám bại lộ ở phi cơ trực thăng trong tầm mắt. Nhưng này hơn 40 người đại đội ngũ có thể trốn không đứng dậy. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trong bầu trời từng chiếc một phi cơ trực thăng, mỗi người đều mộng ép. Trường hợp như vậy là bọn hắn chưa từng có thấy qua. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác, vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại này người khác lái máy bay trực thăng để khi phụ bọn họ tràng diệt, trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp. Giang Sách quát lên một tiếng lớn, quát không phải so với người nhiều không? Động thủ a, nơi nào còn dám động thủ? Na chừng 40 người từng cái nắm khảm đao đứng tại chỗ, mỗi người mồ hôi lạnh trên trán đều không ngừng đi xuống. Các ngươi không động thủ, ta đây không muốn động thủ. Giang Sách nhất phất tay, ý bảo phát động công kích. Trong nháy mắt, súng ống bắn phá thanh âm truyền khắp toàn bộ bầu trời. Lộc cộc đát, lộc cộc đát. Viên đạn không lấy tiền một dạng hướng phía này ác hán xạ kích, đưa bọn họ thân thể cho đánh xuyên qua, mỗi một người đều bị đánh thành cái sàng. Cái này chừng 40 người bình thường chỉ biết là khi dễ người khác, chưa từng có nghĩ đến có một ngày, mình cũng sẽ trở thành bị khi dễ đối tượng. Ở tại bọn hắn đến xem, sẽ không có người có thể cùng vẽ thượng tập đoàn đối kháng. Đáng tiếc, bọn họ đụng phải Giang Sách, đụng phải Tu La Chiến Thần. Súng ống điên cuồng bắn phá, trước sau cũng liền hơn 10 giây, nguyên bản sinh long hoạt hổ, không ai bì nổi chừng 40 hào ác hán. Lúc này toàn bộ đô ngã xuống trong vũng máu. Kêu rên khắp nơi, vô cùng thê thảm. Giang Sách tiện tay đem đại khảm đao nện vào mặt đất, giận dữ hét, Giang Nam Khu, vĩnh viễn sẽ không trở thành ác đồ chỗ vui chơi. Nói xong, hắn xoay người, trực tiếp đi hướng bên trong bệnh viện. Cái này tất cả mọi người cao hứng. Nguyên bản kêu trời trách đất những người đáng thương kia, hiện tại cũng vội vàng đem người nhà hướng bên trong bệnh viện tiễn. Giống như Đinh Mộng Nghiên như vậy muốn sanh còn rất nhiều, mỗi một người đều được đưa vào bệnh viện bên trong. Trong lúc nhất thời, người người nhốn nháo, chen vai thích cánh. Bên trong bệnh viện, chờ sanh bên ngoài mặt. Vẽ thượng tập đoàn thiếu công tử thân hào đang ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh đứng hộ vệ của hắn Thiên Cơ. Hôm nay là thân hào lão bà sản xuất thời gian, hắn vì có thể có một cái an tĩnh thư thích hoàn cảnh. Trực tiếp đem toàn bộ y viện cấp bao xuống dưới. Đương nhiên,
sử dụng thủ đoạn vô cùng đơn giản thô bạo, chính là làm cho một đại quần nhân đem cửa trước sau đều chặn lại, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Nếu có người xông vào, vậy chỉ dùng đại khảm đao chém đứt người kia cánh tay, bắp đùi. Tin tưởng không người nào dám cùng vẽ thượng tập đoàn đối kháng chính diện. Mặc dù là cảnh sát tới, Thân Hào cũng căn bản không để bụng. Sự tình ngay từ đầu tiến triển với hắn nghĩ giống nhau như đúc, tối nay y viện phá lệ an tĩnh, không có chút nào tiếng huyên náo, Thân Hào yên lặng đợi thê tử sinh sản kết thúc. Có ai nghĩ được đến, ở an tĩnh không bao lâu, liền truyền đến đại lượng ầm ĩ không chịu nổi thanh âm. Giống như là có một đại quần nhân vọt vào y viện. Ân, Thân Hào cau mày, chuyện gì xảy ra? Lập tức có thủ hạ đi vào hỏi thăm tình huống, không đến 3 min liền chạy trở về, thành thật trả lời, có người đem chúng ta ngăn cửa tay chân cho giết, mang theo một nhóm lớn bệnh nhân xông vào. Vô liêm sỉ, Thân Hào mắng, bên ngoài không trả an bài chừng 40 người sao? Làm sao không có cản bọn họ lại? Thủ hạ hồi đáp, na chừng 40 người, toàn bộ bộ đô bị giết chết. Cái này, Thân Hào sửng sốt một chút. Hắn đám này tay chân cũng không phải là người bình thường, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ giết, đối phương có chút bản lãnh a. Là ai làm? Giang Sách. Giang Sách, chính là từ trước Giang Nam khu người tổng phụ trách, cái kia Tu La chiến thần. Là hắn. Thân Hào cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái đã không có bất luận cái gì quan chức phế vật, ỷ vào còn có thể đánh, liền dám theo chúng ta vẽ thượng tập đoàn đối nghịch. Hắn còn tưởng rằng hắn là Tu La chiến thần sao, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, vật gì vậy. Hắn đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Bảo Tiêu Thiên Cơ ngay lập tức sẽ đi theo, một tấc cũng không rời. Rất nhanh, Thân Hào đang ở y viện chật hẹp trong lối đi nhỏ cùng Giang Sách mặt đối mặt đụng phải, rất khó không đụng với, bởi vì Giang Sách cũng muốn đi chờ xanh thất. Vài cái chờ xanh trong phòng cùng một cái khu vực. Muốn đi. Phải đi qua cái này lối đi nhỏ. Thân Hào ngăn cản lối đi, tự tay đốt điếu thuốc, trước mặt của mọi người hút. Phải biết rằng, hiện trường nhưng là có rất nhiều chờ xanh phụ nữ, căn bản chịu không nổi mùi thuốc lá, hắn làm như vậy, hoàn toàn chính là không đem người khác tính mệnh để vào mắt. Giang Sách trong mắt có chứa sát ý. Ninh Phong Thành nhỏ giọng nói rằng, lão đệ, cái này chính là Thân Hào rồi, vẽ thượng tập đoàn thiếu công tử, tính cách quái đản. Ai cũng không để vào mắt. Những người khác chứng kiến Thân Hào, đều không tự chủ được lui về phía sau. Bọn họ coi như thanh tỉnh, còn không có ngu xuẩn đến muốn cùng Thân Hào đối kháng chính diện tình trạng, nhưng Giang Sách bất đồng. Giang Sách trực tiếp đi ra phía trước. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, nơi này là y viện, đem người yên cho tắt rơi. Thân Hào khinh thường nói, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám để cho ta thuốc lá cho tắt rơi. Ngươi còn đem mình làm Tu La chiến thần sao? Ngươi, đã không có quan chức nữa à, ngu xuẩn. Xem ra, bình thường can thiệp là không có biện pháp ngăn cản đối phương hút thuốc. Giang Sách cất bước đi tới, đột nhiên một cái bước xa xông lên phía trước, sẽ đối Thân Hào động thủ. Lúc này, Thiên Cơ vọt ra, một cái liền chắn Thân Hào trước mặt, cầm Giang Sách huy vũ đi ra nắm tay. Có thể tại ngắn như vậy trong thời gian tiếp được Giang Sách nắm đấm. Người này thực lực không giống người thường. Thân Hào tiếp tục hút thuốc nói rằng, Giang Sách, ngươi cho rằng ngươi rất có thể đánh đúng vậy. Nói cho ngươi biết, trên cái thế giới này có so với ngươi càng có thể đánh người. Ta đây người hộ vệ, chính là mạnh hơn ngươi càng có thể đánh, bọn ngươi chết đi. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời thời điểm, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Giang Sách toàn thân tản mát ra một cổ cường đại kinh người khí độ, ngạnh sinh sinh chấn nhiếp Thiên Cơ. Có thể làm cho Giang Sách thôi động này cổ chiến trường khí sơ xác tiêu điều, đã là đối với Thiên Cơ khẳng định. Đáng tiếc, Thiên Cơ lợi hại hơn nữa, cũng không phải Tu La chiến thần đối thủ. Giang Sách trong nháy mắt liền chế trụ Thiên Cơ. Thậm chí, Thiên Cơ ở Giang Sách trước mặt cũng không có cách nào đứng thẳng, từ từ liền quỳ xuống, giống như là nô lệ thần phục với chủ nhân thông thường, Thiên Cơ phi thường không tình nguyện quỳ ở Giang Sách trước mặt. Thân Hào ngây ngẩn cả người. Này sao lại thế này? Hắn tín nhiệm nhất Bảo Tiêu cư nhiên bị Giang Sách cho tùy ý nhục nhã. Thiên Cơ, người thì em đứng lên cho ta a. Vô dụng, Thiên Cơ căn bản không đứng nổi.
Giang Sách trực tiếp từ thiên cơ bên người đi qua, khí thế đè thiên cơ không thể động đậy, đây chính là chiến thần cùng người bình thường chênh lệch. Đi tới Thân Hào trước mặt, Giang Sách theo dõi hắn, lạnh lùng nói rằng, người thật giống như rất thích hút thuốc. Thân Hào không biết nên nói cái gì cho phải. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới Giang Sách cường đại đến mức nào cùng đáng sợ. Còn không có đợi hắn phản ứng kịp, Giang Sách nhất đem liền bấm cái miệng của hắn, đem cây nhang kia yên trực tiếp ấn ở tại Thân Hào miệng bên trong. Ô ô ô, Thân Hào lại đau lại khó chịu, điếu thuốc lá nóng đầu lưỡi đau. Hắn liều mạng muốn tránh thoát, nhưng Giang Sách tay giống như là một thanh khổng lồ cái càng, căn bản không tránh thoát. Thân Hào đau nước mắt đều rớt xuống. Sớm biết như vậy, sẽ không nên cùng Giang Sách đấu a. Lúc này, Đinh Phong thành hô, lão đệ đừng đánh, Mộng Nghiên nàng muốn sinh. Giang Sách lúc này mới đẩy ra Thân Hào, vội vội vàng vàng mang theo Đinh Mộng Nghiên đi chờ sanh thất, kêu lên thầy thuốc giỏi nhất, chuẩn bị đỡ đẻ. Thân Hào quỳ rạp trên mặt đất, đem trong miệng tàn thuốc cho nhổ ra, lập tức có thủ hạ bưng tới một chén nước làm cho hắn súc miệng. Chậm hồi lâu, Thân Hào mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thư thái một điểm. Giang Sách, Vương Bát Đản, lão tử không tha cho ngươi. Làm vẽ thượng tập đoàn thiếu công tử, Thân Hào vẫn là lần đầu tiên bị làm nhục như vậy, bút chướng này, hắn vô luận như thế nào đều là không nuốt trôi. Thù này tất báo. Còn như Giang Sách, hắn căn bản cũng không có đem Thân Hào để ở trong lòng, toàn bộ tinh lực đều đặt ở Đinh Mộng Nghiên trên người. Đem thê tử đưa vào chờ sanh thất sau đó, hắn ở bên ngoài lo lắng cùng đợi. Tới tới lui lui đặc bộ. Hy vọng mẹ con bình an, có thể ngàn vạn lần không nên ra cái gì ngoài ý muốn. Giang Sách là một không sợ trời không sợ đất nam nhân, nhưng đến nơi này trùng thời điểm cũng không khỏi khẩn trương sợ lên. Đơn giản là hắn quá quan tâm, nhưng loại sự tình này lại không bị hắn khống chế. Không nên xảy ra chuyện, ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Ta tình nguyện lão thiên gia tới hãm hại ta, cũng không cần đối với ta thê tử cùng hài tử nói đùa. Cái kia rất trá phong vân tu la chiến thần, lúc này cùng từng cái nam nhân bình thường giống nhau, đứng ngồi không yên, lo lắng không ngớt. Đang kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu sau, rốt cục, hắn nghe được hài tử tiếng khóc. Sinh, sinh, Giang Sách cùng từng cái lần đầu tiên làm ba nam nhân giống nhau, hưng phấn ở trong lối đi nhỏ huy quyền. Đinh Phong Thành qua đây vỗ vai hắn một cái bàng, chúc mừng a, làm ba ba. Cửa phòng xanh mở ra, bác sĩ đi ra, chúc mừng, sinh một cái tiểu công chúa. Giang Sách hai mắt rưng rưng. Con người sắt đá nhu tình, Giang Sách rốt cục thể nghiệm đến làm phụ thân cảm giác. Ta làm ba ba. Sau đó, Giang Sách đám người đem Đinh Mộng Nghiên cùng với hài tử mang về nhà thu xếp ổn thỏa, vẫn bận đến sáng ngày thứ hai. Mới đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt. Sáng sớm hôm sau, Giang Sách ngồi ở trên ghế salon, nhìn cưỡng bảo chi chung hài tử, lộ ra hạnh phúc vui sướng. Nhạc mẫu tô cầm nhạc 5200, được con mắt híp thành một cái kẽ hở, hài lòng phá hủy. Nhạc phụ Đinh Khải núi nhấp một ngụm trà, nói rằng, nên cho hài tử làm cái tên gì tốt. Lúc này, Đinh Mộng Nghiên chậm rãi mở miệng nói, ta đã nghĩ xong. Liền cho hài tử lấy tên gọi Giang Ngọc Dĩnh, hy vọng nàng có thể lớn lên một cái đình đình ngọc lập mỹ lệ đại cô nương. Bên cạnh Đinh Phong Thành nói rằng, đó là khẳng định, muội muội ta xinh đẹp như vậy, Giang Sách lại đẹp trai như vậy, các ngươi sanh nữ nhi về sau nhất định là một mỹ nhân bại hoại. Đang ở người một nhà vui vẻ hòa thuận thời điểm, một trận điện thoại cắt đứt nói chuyện của bọn họ. Đinh Phong Thành ở tiếp điện thoại xong sau đó, sắc mặt trầm xuống. Nhìn qua tràn ngập tâm sự. Đinh Mộng Nghiên hỏi, nhị ca, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đinh Phong Thành muốn nói lại thôi, không có việc gì, công ty ra một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Nếu như chỉ là một chút chuyện nhỏ, Đinh Phong Thành cũng sẽ không như vậy khẩn trương bất an, nhất định là có đại sự xảy ra, chỉ là không muốn làm cho Đinh Mộng Nghiên lo lắng mới nói như vậy. Dù sao Đinh Mộng Nghiên mới vừa sanh con, không thích hợp để cho nàng nghe được hỏng bét sự tình. Giang Sách là một người thông minh, đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Hắn cố ý móc túi ra một gói thuốc lá, nói rằng, ta nghiện thuốc lá đi lên, Phong Thành, đi, chúng ta đi ra ngoài hút một cây. Tốt,
Ninh Phong Thành cùng Giang Sách ly khai phòng khách, đi tới trong sân. Giang Sách đưa tới một điếu thuốc, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, để cho ngươi như vậy khẩn trương bất an. Ninh Phong Thành thật sâu hút một hơi thuốc, nói rằng, công ty, xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên là có việc. Hơn nữa Giang Sách còn đoán được là chuyện gì. Hắn bất động thanh sắc nói rằng, cùng vẽ thượng tập đoàn có quan hệ a. Ninh Phong Thành giơ ngón tay cái lên, có quan hệ. Đêm qua Giang Sách đem vẽ thượng tập đoàn nghiêm khắc làm nhục một trận, còn để người ta thiếu công tử thân hào đánh, bút chướng này làm sao có thể đơn giản như vậy coi như. Nếu quả thật giống như Ninh Phong Thành nói như vậy, vẽ thượng tập đoàn là bây giờ Giang Nam khu cự vô phách nói, vậy bọn họ liền nhất định sẽ không bỏ qua Giang Sách. Nói một chút coi, cụ thể là chuyện gì? Giang Sách hỏi. Ninh Phong Thành nghiêm khắc rút hai cái yên. Vẽ thượng tập đoàn theo dõi chúng ta, muốn đem chúng ta vào chỗ chết cả. Hiện tại Đinh gia đã lên vẽ thượng tập đoàn sổ đen. Vi Liễu tự bảo, quần ưng liên minh quyết định cùng Đinh gia phân rõ can hệ, đem Đinh gia từ trong liên minh tẩy trừ đi ra ngoài. Ân, quần ưng liên minh. Giang Sách hỏi, như vậy là một vật gì vậy? Ninh Phong Thành nhún vai, ở ngươi rời đi trong 10 tháng này, Giang Nam khu xảy ra quá nhiều chuyện, cách cục biến hóa rất lớn. Vẽ thượng tập đoàn một nhà độc quyền không nói, cái khác rất nhiều công ty cũng đều ở chiếm đoạt, chiếm trước, đấu tranh. Vi Liễu tự bảo, hoặc có lẽ là vì cùng các thế lực đối kháng, liền tạo thành một cái lại một cái liên minh. Quần ưng liên minh, chính là một cái trong số đó. Ninh gia không có khả năng một mình cùng nhiều như vậy đại gia tộc, lớn liên minh đấu tranh, hơi không chú ý cũng sẽ bị nuốt trọn. Vi Liễu tự bảo, ta liền tuyển trạch làm cho Đinh gia gia nhập liên minh rồi quần ưng liên minh. Trong khoảng thời gian này, Đinh gia cùng quần ưng liên minh quan hệ rất thâm. Cùng lúc chịu đến liên minh bảo hộ, về phương diện khác cũng cung cấp rất nhiều nhân lực vật lực, tiền tài tài nguyên. Nếu như bị quần ưng liên minh loại bỏ, Na Đinh gia tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm, giống như là một con ly khai bầy dê tiểu dương cao, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đáng sợ sói đói ăn thịt. Hết lần này tới lần khác, vẽ thượng tập đoàn con này sói đói còn đã nhìn chằm chằm chúng ta. Nghe xong toàn bộ, Giang Sách xem như là minh bạch chuyện gì xảy ra. Nói đơn giản điểm, chính là quần ưng liên minh sợ bị vẽ thượng tập đoàn giận chó đánh mèo, cho nên liền khí xa bảo xuất, quyết định đem Đinh gia cho loại bỏ rơi. Như vậy thì có thể tìm kiếm tự bảo vệ mình. Giang Sách nở nụ cười, Đinh gia gia nhập vào quần ưng liên minh mục đích không phải là Vi Liễu tự bảo sao? Làm sao gặp vấn đề, trước tiên là bị đá rơi xuống, mà không phải bảo hộ Đinh gia. Ninh Phong Thành bất đắc dĩ lắc đầu, hay là bảo hộ cũng là tương đối, cùng các thế lực còn có thể đấu một trận, cùng vẽ thượng tập đoàn, là căn bản không đấu lại, cho nên Đinh gia sẽ bị loại bỏ rơi cũng không kỳ quái. Nói những lời này thời điểm, Đinh Phong Thành là tương đương không giúp. Lấy hiện tại Giang Nam khu thế lực phân bố, một ngày Đinh gia bị loại bỏ ra quần ưng liên minh, đừng nói vẽ thượng tập đoàn rồi, tùy tiện một cái hơi lớn một chút liên minh đều có thể đem Đinh gia nuốt. Đinh gia, chẳng lẽ muốn tại hắn Đinh Phong Thành trong tay kết thúc? Nghĩ đến đây, Đinh Phong Thành liền buồn không được, một ngụm lại một miệng hút thuốc, phiền muộn rất. Nhưng mà... Giang Sách nhưng thật giống như căn bản cũng không lưu ý. Hắn yên lặng nhìn trời trong đám mây, từ tốn nói, từ lúc nào họp? 1 giờ chiều. Ta cùng ngươi đi. À, ngươi muốn làm cái gì? Giang Sách mỉm cười, không làm gì, phải đi cùng quần ưng liên minh nhân gặp mặt, khuyên bọn họ không muốn làm chuyện điên rồ, yên tâm, ta cũng không sằng bậy. Ninh Phong Thành nhún vai, lòng nói, ngươi làm loạn số lần còn thiếu sao? 1 giờ chiều, Đinh Phong Thành lái xe mang theo Giang Sách đi tới quần ưng liên minh tổng bộ. Tiến nhập phòng họp, những công ty khác nhân đã sớm trình diện, làm thành một vòng ngồi xong, nhìn dáng vẻ căn bản là thương lượng xong muốn cùng nhau đối phó Đinh Phong Thành. Quần ưng liên minh minh chủ Nhạc Huân nâng chung trà lên uống một ngụm, con mắt vẫn đang ngó chừng Giang Sách. Người đàn ông này, chính là ngày hôm qua ấu đả thân hào nam nhân. Đứng vững. Ninh Phong Thành cũng không khách sáo, khai môn kiến sơn hỏi, Nhạc minh chủ, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem chúng ta Đinh ra đá rồi chứ? Nhạc Huân cười ha ha, hắn cũng không có ý định khách khí,
loại thời điểm này nói lời nói giống tuyết lời nói cũng không còn ý tứ, trực tiếp phải trả lời nói, các ngươi đêm qua làm cái gì, trong lòng mình không có điểm số sao. Làm chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể cho ngươi. Ninh Phong Thành tiếp tục nói, chúng ta Đinh gia trước đây gia nhập liên minh thời điểm, nói xong có phúc cùng hưởng. Làm sao, vừa có trắc trở liền gấp gáp đem Đinh gia đá đi ra ngoài, ngay lúc đó lời thề đều quên. Quân ưng liên minh tồn tại không phải là phải giúp này gặp bất hạnh minh hữu sao? Nếu như hay là trợ giúp, chính là đem minh hữu cho một chân đá văng, na quần ưng liên minh còn có cái gì cần thiết tồn tại? Có thể nói, Đinh Phong Thành lời nói này vẫn có đạo lý. Trong khoảng thời gian này Đinh Phong Thành cũng quả thực lớn lên không ít, không còn là năm đó cái kia không có đầu óc loại đần độn thiếu niên. Nhưng mà, đi theo chàng những lão hồ ly này so với, Đinh Phong Thành vẫn là suýt chút nữa ý tứ. Nhạc Huân khoát tay áo, nói rằng, Đinh gia chủ, người cũng không phải tiểu hài tử, tổng sẽ không tin tưởng những thứ này lời nói giống tuyết lời nói a. Không sai, ta là nói qua có phúc cùng hưởng, nhưng này cũng phải xem là cái gì khó a. Ngươi nói ngươi, không có việc gì đi trêu chọc vẽ thượng tập đoàn làm cái gì. Đây chính là Giang Nam khu cự vô phách, thực lực mạnh mẽ, chưa từng có địch thủ. Ngươi đắc tội rồi vẽ thượng tập đoàn, không phải là chờ đấy chết sao? Nhân gia vẽ thượng tập đoàn cũng bắn tiếng, bọn họ thầm nghĩ muốn giết chết Đinh gia, bất kể người khác, nếu như dưới loại tình huống này ta còn muốn đảm bảo ngươi, vậy làm sao không làm? Thất vọng những thứ khác minh hiểu. Vô duyên vô cớ bị ngươi liên lụy, mọi người cùng nhau chết, như vậy ngươi mới an tâm. Những lời này cũng là nói cẩn thận. Ngược lại mỗi người đều hết khả năng đứng ở đạo đức điểm cao, ai cũng không chịu nhả ra. Như vậy tiếp tục nói một chút đi đã không có ý nghĩa. Lúc này, Giang Sách đi về phía trước một bước, từ tốn nói, Nhạc Minh Chủ, ngươi là quyết tâm muốn đem Đinh gia từ quần ưng liên minh cho loại bỏ đi ra ngoài sao? Đương nhiên, Nhạc Huân nói rằng, bất quá xem ở đại gia đã từng là đồng minh phân thượng, ta sẽ cấp cho các ngươi nhất định kinh tế bồi thường. Đây chính là cho ít tiền để cho ngươi cút đi ý tứ. Xem những người khác nhãn thần, cũng đều rất tán thành cái này cách làm, hay là quần ưng liên minh, bất quá chỉ là một đám người ô hợp. Thật là làm bẩn ưng cái chữ này. Giang Sách tiếp tục nói, Đinh gia, Đinh thị tập đoàn, là một nhà phi thường có tiềm lực xí nghiệp. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Mất đi Đinh gia, sẽ là quần ưng liên minh tổn thất thật lớn. Nhạc Minh Chủ, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là tái hảo hảo suy tính một chút, có phải hay không nên dễ dàng như vậy buông tha Đinh gia? Ngươi bây giờ bỏ qua, về sau còn muốn tưởng cùng Đinh gia liên lụy liên hệ, vậy tuyệt đối không thể rồi. Còn cài đặt quan hệ. Ha ha, hiện tại mỗi người đều hận không thể cùng Đinh gia bảo trì phi thường khoảng cách xa. Liền sợ bị vẽ thượng tập đoàn cho giận chó đánh mèo rồi. Nói cái gì tiền đồ bất khả hạn lượng, một nhà bị vẽ thượng tập đoàn cho để mắt tới xí nghiệp, có thể hay không chống nổi một tháng đều là chuyện này. Nhạc Huân cười lạnh nói, ngươi chính là Giang Sách A. Ngươi còn không thấy ngại để cho ta suy nghĩ thật kỹ, ngươi đêm qua làm sao không phải chính mình yên lành suy tính một chút đâu. Chỉ cần ngươi hơi có chút đầu óc, cũng sẽ không cùng vẽ thượng tập đoàn đối nghịch. Ta biết, người đã từng là Giang Nam khu người tổng phụ trách, càng là Tu La chiến thần. Nhưng này đều là quá khứ thức rồi, người bây giờ hai bàn tay trắng, đã sớm xuống đài, chả thế nào lấy chính mình coi ra gì. Không bỏ xuống được tư thái đúng vậy. Người cũng không suy nghĩ một chút, người lấy cái gì cùng vẽ thượng tập đoàn đối kháng. Lại dựa vào cái gì bảo hộ Đinh gia. Giang Sách, thuộc về thời đại của ngươi đã sớm quá khứ. Bây giờ là vẽ thượng tập đoàn thời kỳ, Giang Nam khu đã là thân gia thiên hạ, ngươi nên thối lui ra khỏi. Bọn họ đều cho rằng Giang Sách đã là một dân chúng bình thường, không có tiền không có quyền, cho nên có thể tùy ý thải đạp. Lòng người dễ thay đổi, không gì hơn cái này. Chuyện cho tới bây giờ cũng không thể nói cái gì nữa, Giang Sách gật đầu, nhìn tại chỗ những người khác, hỏi các ngươi cũng đều muốn cùng Đinh gia phân rõ giới hạn sao. Đúng vậy. Liền tỏ thái độ, nếu như còn muốn cùng Đinh gia giữ liên lạc, Đinh gia cũng biểu thị hoan nghênh. Trong lòng mọi người cười. Loại thời điểm này, ai sẽ ngu như vậy, còn cùng Đinh gia giữ liên lạc. Đây không phải là nhảy vào hố lửa sao? Ai cũng không muốn bị bắt hạ thủy. Vì vậy, trước sau có người nhấc tay nói rằng,
công ty chúng ta muốn triệt để cùng Đinh gia chặt đứt liên hệ, từ nay về sau lại không liên quan. Chúng ta xí nghiệp cũng là, sẽ không lại theo Đinh gia có bất kỳ liên hệ. Đinh gia, sẽ bị công ty chúng ta viết vào sổ đen. Một nhà lại một nhà công ty đứng dậy, toàn bộ đều biểu thị muốn cùng Đinh gia chặt đứt liên hệ, về sau không còn có bất luận cái gì liên quan. Chiếu nhìn như vậy tới, Đinh gia về sau muốn ở Giang Nam khu lẫn vào, thực sự cố gắng khó khăn. Một bên Đinh Phong Thành sắc mặt tối đen. Hắn thấy, Đinh gia xem như là chạy tới đầu, trên cơ bản sẽ không còn có bất luận cái gì chuyển ngoặt. Nếu như Giang Sách vẫn là Tu La Chiến Thần lời nói, có thể còn có thể cùng Vẽ Thượng tập đoàn bẻ một đấu lực tay, hiện tại, Giang Sách chỉ sợ cũng là bất lực. Đinh Phong Thành trên mặt của đều là cô đơn, bi thương không ngớt. Lúc này, Giang Sách nhún vai, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ lớn tiếng nói, ok, các ngươi tỏ thái độ ta toàn bộ đều thấy được, nơi này mỗi một nhà công ty đều lựa chọn cùng Đinh gia phân rõ quan hệ. Tốt, vậy từ hiện tại bắt đầu, chúng ta chính là địch nhân rồi. Địch nhân? Nhạc Huân sửng sốt một chút, người có ý tứ. Giang Sách nói rằng, con người của ta là đơn tế bào, không phải hắc tức bạch, các ngươi không theo chúng ta hợp tác, không bảo trì liên hệ. Đó chính là phải cùng chúng ta Đinh gia làm địch nhân. Các ngươi, cũng toàn bộ đều ở Đinh gia sổ đen trên. Nghe nói như thế, hiện trường an tĩnh vài giây, sau đó bộc phát ra to lớn tiếng cười nhạo. Nhạc Huân đều cười không được. Hắn uống mấy ngụm trà, mạnh mẽ ép xuống, nói rằng, ta còn tưởng rằng Tu La Chiến Thần là một lợi hại dường nào nhân vật, nguyên lai là một kẻ ngu si a. Giang Sách. Ngươi có hay không làm rõ ràng bây giờ là trạng huống gì? Các ngươi Đinh gia đã bị Vẽ Thượng tập đoàn theo dõi, tùy thời muốn nấc nhi giám. Loại thời điểm này ngươi lại còn muốn tứ diện gây thù hằn, theo chúng ta quần ưng liên minh là địch, thực sự là lợn chết không sợ khai thủy năng, ngược lại đều là chết, không sợ đúng vậy. Hắn nói, cũng chính là ở đây những người khác ý tưởng. Liền Đinh gia trạng huống trước mắt, có thể chống nổi một tháng đều coi là không tệ. Làm sao còn có tinh lực cùng quần ưng liên minh là địch? Đừng nói bị Vẽ Thượng tập đoàn theo dõi. Coi như là không có bị để mắt tới thời điểm, Đinh gia cũng không có tư cách đó cùng nhiều như vậy công ty đồng thời đối kháng a. Giang Sách đúng là điên. Không phải, hắn là choáng váng. Kỳ thực Đinh Phong Thành trong lòng không sai biệt lắm cũng nghĩ như vậy, hắn thực sự không hiểu nổi Giang Sách đây là đang làm cái gì, tại sao muốn làm như vậy. Trước khi tới còn nói rất tốt, cũng không sằng bậy cũng không sằng bậy, kết quả đâu. Lại loạn tới. Trên cơ bản mỗi một lần Giang Sách hành vi cũng phải lớn hơn ra Đinh Phong Thành dự liệu. Đinh Phong Thành đời này đều không thể lý giải Giang Sách. Chỗ ngồi, Nhạc Huân tằng hắng một cái, đem chén trà đẩy tới một bên, cười híp mắt nói rằng, lúc đầu nha, ta còn muốn lấy chúng ta dù sao cũng là đồng minh quan hệ. Coi như là đem các ngươi loại bỏ đi ra ngoài, cũng không nhất định làm cho quá xấu hổ. Nhưng bây giờ được rồi, các ngươi chủ động đem chúng ta quần ưng liên minh cho xếp vào địch nhân phạm trù, đó thật lạ không được chúng ta. Người đâu, đem hai cái này đồ hỗn hào bắt lại cho ta. Ta muốn đến cái quân pháp bất vị thân, đem hai cái này rác rưởi cho Vẽ Thượng tập đoàn cho đưa qua, coi như là chịu nhận lỗi rồi, không làm được, có thể được một ít ban cho. Hắn đây là chuẩn bị dùng Giang Sách, Đinh Phong Thành đem đổi lấy cùng Vẽ Thượng tập đoàn hợp tác. Nghĩ nhưng thật ra rất tốt, chỉ là, Tu La Chiến Thần cũng là hắn có thể tùy tiện bắt được. Môn đẩy ra, một đoàn bảo an vọt vào, từng cái trong tay đầu đều quơ điện côn, hùng hổ, nhiều như vậy bảo an, muốn bắt hai người nhìn qua dường như không có vấn đề gì. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Đối mặt như thế một đám người. Giang Sách không có chút nào e ngại, hắn trực tiếp đi về phía những người đó, ở người thứ nhất bảo an huy vũ điện côn trước, chân của hắn trước một bước đá vào an ninh trên mặt. Một cước, đạp ra ngoài xa 7, 8 mét. Thình thịch, nhân viên an ninh kia trực tiếp liền cho đá vào trên tường, người tại chỗ liền cho đạp đã hôn mê. Những thứ khác bảo an đều sửng sốt một cái. Liền cái này sửng sốt một chút võ thuật, Giang Sách chợt bắn vọt, một quyền một cái. Ngắn ngủi một giây bên trong đã đem 5 tên bảo an cho đánh xỉu. Tốc độ cực nhanh, lực đạo mạnh, đều là chưa bao giờ nghe. Cho tới giờ khắc này, đại gia mới ý thức tới Tu La Chiến Thần thực lực kinh khủng đến cỡ nào.
cùng tiến lên, Nhạc Huân hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người xông tới, nhưng đối với Giang Sách mà nói, những người này thực sự quá không đáng chú ý rồi, cùng trên chiến trường này cường địch so với, bọn họ giống như là mới vừa sinh ra hài nhi, quá yếu đuối, quá không lịch sự đánh. Chợt hiện chuyển xê dịch trong lúc đó, Giang Sách đem một cái lại một cái bảo an cho gạt ngã. Ngắn ngủi một min thời gian, hơn 20 danh bảo an liền toàn bộ đều nằm trên đất, mỗi một người đều sống chết không rõ. Cái này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Cái này thì em là dạng gì quái vật a? Cư nhiên biết cường hãn đến loại đáng sợ này tình trạng. Giang Sách quay đầu trở lại nhìn về phía Nhạc Huân, trong ánh mắt bắn ra từng đạo hàn quang. Kinh khủng kia dáng vẻ, sợ đến Nhạc Huân toàn thân lông tơ đều dựng lên, toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi nghĩ làm cái gì? Vèo một tiếng, Giang Sách liền vào tới, một bả liền bấm Nhạc Huân đầu, đưa hắn đầu gắt gao ấn ở tại trên mặt bàn. Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Đây là muốn giết người nhịp điệu. Ninh Phong Thành sợ đến hô lớn, Giang Sách, dừng tay a, không nên vọng động. Nhưng mà, Giang Sách giơ tay lên liền cầm lên trên bàn dao gọt trái cây, dựa theo Nhạc Huân đầu liền chém xuống phía dưới. Tay nâng, đao rơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.